Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 38. Mấy ngày nay hắn còn có việc phải làm, nếu như cộng thêm hai người kia, chỉ biết phiền toái hơn, nhưng là vừa nghĩ tới vậy tà vật. Vật này cho hắn cơ duyên cực lớn, phần ân tình này, dù là hôm nay cứu bọn họ vậy xa xa không trả nổi. Ôn Lập Phong tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần do dự, liền vội vàng giải thích, giáo quan, ta cái này hai cô con gái mặc dù thực lực không mạnh, nhưng vẫn có thể làm một ít chuyện tình. Dĩ nhiên, nếu như chân thực phiền toái, ta chỉ có thể mang các nàng cùng chung rời đi, không cho giáo quan thêm phiền toái. Diệp Thần nhìn một cái tỉ muội hoa, vẫn là gật đầu nói thôi, mấy ngày nay sẽ để cho các nàng đi theo ta, đến lúc đó ta tìm một khách sạn ở, sẽ ở trong phòng bố trí trận pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng tuyệt đối không thể rời đi trận pháp phạm vi, một khi vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Ôn Lập Phong trong lòng vui mừng, vội vàng nói, giáo quan yên tâm. Đứng lên đi, chuẩn bị một chút, thừa dịp những tên kia còn chưa kịp phản ứng, chúng ta phải nhanh lên rời đi, Diệp Thần phân phó nói. Giáo quan. Ôn Lập Phong hướng Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình đi tới, lại là đem hai người kêu vào một cái gian phòng. Ba, chúng ta khi nào đi Nghe Thúc Thúc nơi đó? Ôn Đình Đình nói. Ôn Lập Phong thần sắc nghiêm túc. Gần từng chữ, lời kế tiếp các ngươi hai tỷ muội nghe cho kỹ, không cho phép có bất kỳ phản bác. Thứ nhất, lần này hai người các ngươi tạm thời ở lại sát lục chi địa, Nghe Thúc Thúc bên kia ta cần phải đi thăm dò một chút, đối phương không nhất định nguyện ý đắc tội những thế lực kia. Thứ hai, mấy ngày nay các ngươi tạm thời và giáo quan sống chung một chỗ, ta nói sống chung một chỗ, tốt nhất là nửa bước không rời. Ôn Đình Đình hơi biến sắc mặt, mặc dù muốn phản bác. Nhưng là thấy phụ thân nghiêm túc ánh mắt vẫn là đem một ít lời nuốt xuống. Đơn thuần Ôn Thi Thi nhưng là trong mắt lóe lên một đạo lưu quang, hỏi, ba, người nói nửa bước không rời, bao gồm buổi tối sao? Ôn Lập Phong gật đầu một cái, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hai ngươi là con gái ta chỉ biết là các ngươi tốt. Bất kể như thế nào, các ngươi thử tiếp xúc một chút giáo quan đi, giáo quan là trăm năm khó khăn được một gặp thiên tài. Y đạo và võ đạo đôi nghỉ ngày, chính là siêu phàm cảnh là có thể nghiền ép thánh vương cảnh đỉnh cấp người. Loại người này sau này thành tựu tuyệt không bình thường, nếu như có thể chắc chắn, các ngươi cả đời có lẽ không cần lang bạc kỳ hồ. Có ít thứ, các ngươi rõ ràng, ban đầu các ngươi mẫu thân hẳn đã dạy các ngươi như thế nào chắc chắn một người đàn ông. Một khi phàn phụ thượng cường giả loại này, cả đời đủ để không buồn. Ôn Thi Thi gò má leo lên ánh nắng đỏ rực. Nàng tự nhiên biết ý của phụ thân, vừa nghĩ tới cái đó hình ảnh, nàng thậm chí cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi. Ôn Đình Đình mặc dù không vui phụ thân hành vi, nhưng là thành thục nàng vậy rõ ràng phụ thân nói không có sai. Diệp Thần mạnh mẽ, xa không có đơn giản như vậy. Như vậy nhân trung long phượng, cô nương nào không tâm nghi. 15 phút sau đó, Ôn Lập Phong mang theo một ít bọc hành lý, trực tiếp rời đi. Mà Diệp Thần nhìn một cái hai tỷ muội, nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi phía bắc tìm một cái khách sạn hoặc là khách sạn đi. Ừ, hai người gò má có chút đỏ ửng, nhìn Diệp Thần có chút kinh ngạc. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang hai tỷ muội đi tới đến gần Hồng Đào nhà sang trọng một nơi khách sạn đặt chân. Sát lục chi địa khách sạn không cần ra kỳ thân phận gì, chỉ cần tiền đủ là được. Để cho tiện. Diệp Thần trực tiếp khai trừ một căn hộ, vị trí ở lầu chót, vừa vặn có thể tra xem vậy kiến trúc ở giữa một ít chuyện tình. Bởi vì chỉ có một cái giường, Diệp Thần liền đối với hai nữ nói, cái này hai ngày, các ngươi liền ngủ trên giường đi, ta ở trên ghế salon tu luyện là đủ rồi. Hai nữ muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Diệp Thần vậy khẳng định ánh mắt, vẫn bỏ qua. Đêm đã khuya, hai người thay phiên đi phòng tắm tắm. Chờ đi lúc đi ra lại là chùm khăn tắm. Tóc ướt nhẹp, khăn tắm cũng không cách nào che giấu hai người tuyệt diệu vóc người. Hai nữ ngồi ở trên giường, nhìn một cái đang tu luyện Diệp Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mẫu thân không phải nói chỉ cần tắm xong, chùm lên áo choàng tắm, hơn nữa tóc còn ướt, bất kỳ người đàn ông cũng không cầm được sao. Nhưng là cuối cùng tại sao Diệp Thần không có xem các nàng một mắt? Thế gian tại sao có thể có lạnh như vậy khóc người đàn ông? Muội muội Ôn Thi Thi gương mặt đỏ đỏ, nàng tính cách bảo thủ, để cho nàng đi câu dẫn Diệp Thần, nàng là thật không làm được.
Dù là nàng đối với Diệp Thần có rất mạnh hảo cảm, nhưng là từ đầu đến cuối không bước ra bước này. Mà giờ khắc này tu luyện Diệp Thần tựa hồ cảm giác được gian phòng bầu không khí có chút cổ quái, mở mắt ra, nhìn lướt qua hai tỷ muội. Chóp mũi có chút nóng như lửa. Bởi vì tư thế duyên cớ, Diệp Thần vừa vặn có thể thấy được đối diện hai nữ có chút rộng mở khăn tắm hạ vậy nửa trận nửa che mỹ cảm. Bắp đùi thon dài chỉ như vậy treo ở mép giường. Vừa đúng lúc đỉnh núi, một nửa đắp lại, để cho người mơ tưởng viễn vong. Mấu chốt vẫn là hai cô gái đẹp à. Các ngươi còn chưa ngủ. Diệp Thần mở miệng nói. Móc lửng. Ôn Đình Đình cái này mới tỉnh hồn lại, được. Diệp tiên sinh, chúng ta lập tức ngủ. Cái đó, Diệp tiên sinh, cái giường này cũng khá lớn, nếu không ngươi vậy ngủ đi vào. Nàng nháy thật dài lông mi mao, thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Diệp tiên sinh không nên hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác, bởi vì cái giường này dưới có linh khí tràn ra, hẳn là định chế, đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt, Diệp tiên sinh không phải tu luyện sao, nơi đây hiệu quả tốt hơn. Diệp Thần ngẩn ra, chợt sắc mặt cổ quái, hắn đi tới mép giường, năm ngón tay đặt ở màu trắng giường bộ trên. Quả nhiên, từng tia linh khí tràn ra. Nếu như ở trên giường tu luyện, hiệu quả thậm chí chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Xem ra cái này sát lục chi địa khách sạn vậy căn cứ Côn Lôn hư một ít tình huống, là người tu luyện định chế loại này gian phòng. Diệp đại ca, cái đó, nếu không ngươi ở nơi này tu luyện đi, ta và tỷ tỷ ngủ bên cạnh, sẽ không quấy rầy ngươi. Thật ra thì bởi vì ngày hôm nay xảy ra như thế nhiều chuyện, ta còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như Diệp đại ca ở bên cạnh, ta sẽ dễ chịu một ít. Ôn Thi Thi giải thích. Đã như vậy. Ta liền ngồi ở bên cạnh tu luyện, các ngươi an tâm nghỉ ngơi, có ta ở đây, sẽ không có người xông vào. Cái này hai tỷ muội một ngày thời gian, suýt nữa hai lần bỏ mạng, trong lòng khiếp đảm vậy coi là bình thường. Nghe được Diệp Thần câu trả lời, hai người thở dài một hơi. Một giây kế tiếp, để cho Diệp Thần bất ngờ là, Ôn Thi Thi trực tiếp tháo ra khăn tắm trên người, đối với ngạo nghễ vật trực tiếp đánh ra, lại là vén chăn lên chui vào. Gương mặt càng phát ra hồng diễm. Tựa như không quan tâm chút nào bên cạnh có cái người đàn ông. Mà Ôn Đình Đình giống như vậy, bắp đùi thon dài cùng với trong trẻo lạnh lùng con ngươi, vào thời khắc này càng giống như là ẩn tình đưa mắt. Đây là đang câu dẫn mình. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Ôn Lập Phong buổi chiều quái dị cử động. Hết thảy rõ ràng. Không nghĩ tới Ôn Lập Phong lão hồ ly này trước khi đi còn định dùng hai cô con gái cái hố một chút hắn cái này giáo quan. Hắn thậm chí cảm giác có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Quanh thân linh khí phun trào, tất cả đều đến từ dưới đáy giường một khối huyền thạch. Không biết tu luyện bao lâu, Diệp Thần cảm giác bên người có chút dị động. Mở mắt ra. Nhưng là phát hiện đã ngủ Ôn Thi Thi có lẽ bởi vì ngủ so sánh kém, một bên chăn đã bị đá văng ra, xuân quang hiển lộ, bắp đùi thon dài và cái mông đầy đặn lại là bại lộ không bỏ sót. Thậm chí cái mông thật chặt xách Diệp Thần chân. Một tia ấm áp cảm giác, để cho người phù tưởng liên thiên. Diệp Thần nói thế nào đi nữa cũng là một cái người đàn ông bình thường, thân thể nơi nào đó thấy một màn này có chút phản ứng, lại thêm không còn kịp nữa chân khí áp chế. Khá làm hãnh diện như vậy. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, vừa định dùng chân khí áp chế, nhưng phát hiện Ôn Thi Thi có lẽ nghe được động tĩnh, một cái xoay mình, thon dài trắng nõn bắp đùi kẹp lấy Diệp Thần, một đôi tay trắng lại là leo liền đi lên. Chính xác không có lầm bắt được một đoàn nóng như lửa. Ôn Thi Thi thậm chí theo bản năng bóp nặn, đột nhiên, Ôn Thi Thi phát giác cái gì, mở mắt ra, khi phát hiện mình trên tay vật, gò má đỏ ửng, vội vàng buông. Diệp đại ca, đúng, thật xin lỗi, ta cũng không biết cái vật kia là ngươi. Nàng mặc dù muốn bắt Diệp Thần, nhưng là mới vừa rồi ngủ say bên trong, hết thảy hành vi đều là theo bản năng. Giờ phút này tim nàng ùm nhảy lợi hại, thậm chí dưới người cũng có phản ứng. Một bên tỷ tỷ Ôn Đình Đình có lẽ cũng là nghe được cái gì, mơ mơ màng màng đối với Ôn Thi Thi nói, muội muội, đừng quấy rầy Diệp tiên sinh tu luyện. Ừ tương đương nhẹ nhàng rên rỉ như mũi vậy tiếng kêu. Ôn Thi Thi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là nàng nhìn một cái Diệp Thần vậy ngạo dậy đồ,
rốt cuộc để ý chí liền mấy phần, nhẹ giọng nói, cái đó, Diệp đại ca, như vậy có thể hay không rất khó chịu, nếu không ta giúp ngươi lấy ra. Diệp Thần vừa định trả lời, đột nhiên, bên ngoài một tiếng vang thật lớn truyền tới. Hắn bắn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện tiếng vang lớn âm ngọn nguồn, chính là Hồng Đào tòa kia kiến trúc. Giờ phút này kiến trúc chóp đỉnh vậy tôn hư đỉnh, đang toát ra chói mắt hồng quang. Ta đi ra ngoài một chút. Diệp Thần chợt đứng lên, hướng phía sau đi. Tòa kiến trúc này là liên quan tới sư phụ đầu mối duy nhất, bỏ mặc cái gì dị tượng, đều có thể và sư phụ có liên quan. Ôn Thi Thi gặp Diệp Thần rời đi, trong lòng hối tiếc không thôi. Mới vừa rồi cơ hội quá tốt. Nàng thậm chí cảm thấy, Diệp đại ca rất có thể gật đầu đáp ứng, đến lúc đó hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng Diệp đại ca, mới vừa rồi hết thảy chẳng qua là một cái cô gái ý tưởng chân thật nhất. Dù là không có phụ thân giao phó, nàng vậy nguyện ý. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi hình ảnh, Ôn Thi Thi giờ phút này tim cũng đang điên cuồng nhúc nhích. Bên ngoài khách sạn, làm Diệp Thần đi ra, phát hiện trên hành lang tất cả đều là người, những người này hơi thở không đồng nhất. Nhưng tuyệt đối không thấp hơn nhập thánh cảnh. Những người này nhìn Hồng Đào vậy kiến trúc lên màu đỏ hư đỉnh trong mắt cuồng nhiệt. Hồng Đan Sư, lại có thể lại đột phá. Lần này sợ rằng luyện đan cảnh bước vào cao nhất đại lộ. Còn tên gì Hồng Đan Sư? Phải gọi Hồng Đan Tôn. Lần này đột phá, sợ rằng sát lục chi địa vị kia sẽ hơn nữa tôn kính hắn. Người đây không phải là nói nhảm, bây giờ Hồng Đan Tôn thuật luyện đan pháp mạnh vô địch, đừng nói sát lục chi địa, coi như dõi mắt toàn bộ Côn Lôn Hư cũng có một ít sức, phỏng đoán Côn Lôn Hư đan minh những tên kia, trong lòng hối tiếc không thôi. Đám người bàn luận sôi nổi, cơ hồ đều là thán phục. Đột nhiên có người nói, ta muốn bây giờ nhất khổ sở chắc là y thần môn Đoạn Hoài An đi, còn có hai ngày, thì phải tỉ thí thuật luyện đan, vốn là Đoạn Hoài An liền cùng Hồng Đan Tôn không địch lại, bây giờ nhìn lại, hai người chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn, nói không chừng là nghiền ép. Đâu chỉ nghiền ép, nếu như ta là Đoạn Hoài An, bây giờ lập liền rời đi sát lục chi địa, danh tiếng thất lạc, không sao cả, nhưng là mạng mất cũng không tốt. Người đùa gì thế, bây giờ khắp thành Niêm Phong, người cảm thấy vậy Đoạn Hoài An còn có tư cách rời đi, phỏng đoán bây giờ đang cái góc nào lau nước mắt, ha ha. Một cái năm đó bị đạo tông hủy diệt phế vật, thật không biết nơi nào có dũng khí khiêu chiến Hồng Đan Tôn. Không biết tự lượng sức mình. Nếu như ta là loại phế vật này, chết tính. Có hai cái nhập thánh cảnh đỉnh cấp người tu luyện, không ngừng cầm Diệp Thần sư phụ tới chê bai, thậm chí nhục mạ. Lời nói rất là khó nghe. Thậm chí liền Diệp Thần sư phó tổ tiên vậy hổ thẹn mắng lên. Diệp Thần con người có giúp một cái, ý định giết người bùng nổ, hắn đi tới hai người ở giữa, một cổ vô hình đợt khí trực tiếp hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Sắc mặt hai người trắng bệch. Lại là lui về phía sau hết mấy bước. Bọn họ là ta sư phụ, các ngươi không có tư cách làm nhục. Hổ thẹn người, chỉ có chết. Cái này hai đạo thanh âm truyền vào hai người kia trong tai, bọn họ trong mắt trợn to, sợ hãi hết sức. Mới vừa muốn nói chuyện, hai đạo hàn quang bắn ra. Bọn họ trên mi tâm cắm một cây bạc lắc lư ngân châm. Lạnh như băng chết cảm giác ngay tức thì chiếm đoạt bọn họ. Không có máu tươi. Nhưng là chỉ có thể ngã xuống đất. Thống khổ không cam lòng. Hai người bỏ mình ngược lại là không có bất kỳ người chú ý, dù là có người thấy được, cũng là cười lạnh một tiếng, lần nữa bắt đầu xúc động Hồng Đan Tôn mạnh mẽ. Đây chính là sát lục chi địa, chết, quá mức bình thường. Giết hại, mới là vương đạo. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần đi tới một cái tán dương Hồng Đào coi như kích động thanh niên trước mặt, hiếu kỳ nói, ngươi biết Hồng Đào. Thanh niên kia ngẩn ra, chợt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần, Hồng Đan Tôn tên chữ nhưng mà ngươi có thể xưng hô. Ta xem ngươi là tìm chết. Thanh niên kia mới vừa muốn động thủ, một bên thì có người khuyên đạo, Vương Kỳ, ngươi thằng nhóc này tức cái gì, ngươi không phát hiện hắn bất quá là siêu phàm cảnh, phỏng đoán mới vừa bước vào sát lục chi địa không bao lâu, làm sao biết Hồng Đan Tôn. Cái đó gọi Vương Kỳ thanh niên cái này mới phản ứng được. Hướng Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ở nơi này sát lục chi địa, người người bất kỳ đều có thể không phục,
duy chỉ có cái này hồng đan tôn ngươi phải phục, nếu không liền chết như thế nào cũng không biết. Tên này luyện đan rất lợi hại, Diệp Thần hiếu kỳ nói. Vương Kỳ liếc một cái Diệp Thần, tức giận nói, người đây không phải là nói nhảm, người không thấy được vậy trên hư không đan đỉnh hư ảnh. Đây cũng là tư cách, lần này, hồng đan tôn thuật luyện đan chỉ sợ là bước vào thánh cấp cảnh. Diệp Thần ngẩn ra, cảnh giới này, hắn chưa từng nghe nói qua. Tựa hồ là Côn Lôn hư luyện đan sư cảnh giới phân chia. Võ đạo có cảnh giới phân chia, luyện đan tự nhiên cũng giống như vậy. Vương Kỳ liếc một cái Diệp Thần, lạnh lùng nói, xem ngươi dáng vẻ liền luyện đan cảnh giới cũng không biết, lão tử liền cho ngươi phổ cập khoa học một lần. Côn Lôn hư luyện đan cảnh tổng cộng có 11 cảnh, phân biệt là phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh vương cấp, hư vương cấp, đạo nguyên cấp, đế cấp, mỗi cấp tổng cộng chia là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp. Mà bây giờ căn cứ dị tượng tới xem, hồng đan tôn đang luyện đan cảnh tất nhiên ở thánh cấp trên. Từ thánh cấp bắt đầu, liền tương đương với có luyện chế thượng cổ đan dược tư cách. Diệp Thần bừng tỉnh, dựa theo cảnh giới này tới phân chia, Diệp Thần bây giờ có thể luyện chế đan dược hẳn huyền cấp và linh cấp cỡ đó. Ban đầu ở luân hồi mộ địa, bất diệt chi chủ hỗ trợ hạ, hắn luyện chế được thái cổ hư thật đan, cái đó trạng thái hẳn là thánh cấp hoặc là thánh vương cấp. Xem ra hắn và cái này hồng đào chênh lệch to lớn à. Sư phó luyện đan cảnh nhất hơn cũng là linh cấp, dẫu sao đan điền bị hủy, luyện đan sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Trận chiến này, sư phụ phải thua. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đánh vỡ này cục. Diệp Thần không do dự nữa, một bước bắt lan can, cả người nhảy xuống. Những người tu luyện kia tự nhiên sẽ không quá kinh ngạc, ở bọn họ trong mắt, đây chẳng qua là Diệp Thần thẹn quá thành giận. Vương Kỳ hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc này phỏng đoán bị chúng ta nói thương tích đầy mình, cái gì cũng không hiểu, còn dám tới đến sát lục chi địa. Một người khác nói, thằng nhóc kia cảnh giới chính là siêu phàm cảnh, phỏng đoán liền luyện đan là đều không biết gì, và người này kéo cái gì. Thật là lãng phí thời gian. Vương Kỳ gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi trên bầu trời đan đỉnh đó hư ảnh, cảm khái nói, sau ngày hôm nay, phỏng đoán chu vi ngàn dặm không người nào có thể dung chuyển hồng đan tôn. Nếu có thể thành là hồng đan tôn người bên người là tốt. Mà giờ khắc này, trong đêm tối, sát lục chi địa nhanh chóng lóe lên một cái bóng đen. Bóng đen chủ nhân chính là Diệp Thần. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại. Hắn đã tới hồng đào nhà sang trọng. Nhà sang trọng bốn bề đều có cường giả trú đóng. Để cho Diệp Thần bất ngờ, những người này cùng một màu đều là thánh vương cảnh. Như thực lực này lại có thể chỉ có thể giữ cửa. Có thể gặp cái này hồng đào ở sát lục chi địa thân phận tôn quý. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn phát hiện kiến trúc trên có mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm chung quanh. Ý định giết người, lạnh như băng. Những người này tuyệt đối ở thánh vương cảnh trên. Thậm chí có chân chính trở lại hư cảnh cường giả. Mình một khi xông vào, nếu như không mượn luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn nữa, kiến trúc vòng ngoài trận pháp, hơi thở đậm đà, ý định giết người hiển lộ. Tuyệt đối là thượng cổ sát trận. Người bình thường đến gần, trực tiếp hóa là xương máu. Thượng cổ sát trận trấn áp cũng không phải là đùa giỡn. Lão này như vậy sợ chết, nơi đây cũng coi là lên phòng thủ kiên cố, muốn xông vào quá khó khăn. Diệp Thần suy tính thủ đoạn ứng đối. Ngay tại lúc này, kiến trúc trên một vị ông già hiển nhiên phát hiện Diệp Thần, lớn tiếng nói, người nào? Một tiếng giống giận, để cho những cường giả kia cũng chú ý tới Diệp Thần, rối rít hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần con người co giúp một cái, thương long huyễn thần quyết phun trào, trực tiếp hướng trong bóng tối đi. Rất nhanh, liền biến mất ở bóng tối bên trong. Mà vậy phát hiện Diệp Thần ông già bước chân dừng lại, không có tiếp tục đuổi tiếp, hắn vậy tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm bóng tối, nhàn nhạt nói tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi thằng nhóc này bộc lộ ra cực mạnh ý định giết người, sợ rằng muốn đối với hồng đan tôn bất lợi. Chỉ tiếc, tiểu tử này phản ứng quá nhanh. Mấy vị kia giữ cửa cường giả đi tới trước mặt lão giả, cung kính nói, đại nhân, có muốn tiếp tục hay không đuổi tiếp? Lão kia người lắc đầu một cái, không cần, tên kia chẳng qua là tên hề nhảy nhót mà thôi, không đủ gây sợ hãi,
đoán chừng là Hồng Đan Tôn đột phá dị tượng hấp dẫn tên kia. Nếu như hắn còn dám tới gần nơi này 100 mét, ta liền để cho hắn cảm giác được chết sợ hãi. Diệp Thần trở lại khách sạn, Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình hỏi mấy câu, Diệp Thần không có quá mức để ý tới, trực tiếp ngồi ở bên kia giường tiến vào trạng thái tu luyện. Dưới mắt sư phó an nguy so người bất kỳ đều trọng yếu. Ở chưa có xác định cần phải đối với chuyện này phương pháp trước, Diệp Thần duy nhất phải làm chính là mạnh mẽ mình. Dưới mắt hắn lá bài tẩy coi như đầy đủ. Bất diệt lửa, bổn mạng linh phù, huyết long chi lực, còn có mi tâm vậy đạo tràn đầy bóng tối long châu, đủ để nhập ma. Cuối cùng, còn có đoạn lôi nhân trước khi rời đi, lưu lại cửu tiêu kinh lôi kiếm. Mặc dù không biết cái này cửu tiêu kinh lôi kiếm có dạng gì lực lượng kinh khủng, nhưng là đoạn lôi nhân dặn dò rất nhiều lần, phải ở nguy cơ dưới tình huống mới có thể sử dụng, có thể gặp khủng bố. Trừ những thứ này ra, sát lục chi địa bên ngoài còn có đám kia hung thủ, đủ để hiệu lệnh. Những thứ này lá bài tẩy muốn dung chuyển vậy hồng đào lực lượng, 5 năm mở. Được rồi, đi một bước xem một bước đi, Thanh Huyền Đỉnh lão tổ có một vị đệ tử ở sát lục chi địa đợi chờ mình. Ngày mai thử một chút xem có thể hay không tìm được, nói không chừng đối phương có sư phó nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, Diệp Thần sau khi tỉnh lại, liền hướng bên ngoài đi. Sát lục chi địa và Hoa Hạ một ít tỉnh thị không có quá lớn khác biệt. Cửa hàng, tiệm bán quần áo, cái gì cần có đều có. Ngược lại cũng coi là lên náo nhiệt. Hắn vốn dự định đi tìm vị kia Thanh Huyền Đỉnh đệ tử, lại không nghĩ rằng chẳng biết tại sao. Vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung đan đỉnh hư ảnh phát ra tia sáng chói mắt. Trên đường tất cả người tu luyện cũng hướng phía bắc điên cuồng vào tới. Diệp Thần cố nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đi theo lên. Rất nhanh, hắn phát hiện tất cả mọi người đi tới một tòa trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá, dán một bản cổ xưa phù văn. Phù văn trên có khắc một chữ, đan. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó. Một cái ông già bước chân nhẹ một chút, ngay tức thì đi tới bia đá chóp đỉnh. Trên cao nhìn xuống nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Diệp Thần biết cái này ông già, chính là tối ngày hôm qua phát hiện mình tồn tại. Bất quá đối phương không có thấy rõ mình mà thôi, ngược lại không đủ sợ hãi. Ông già ống tay áo vung lên, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, hôm nay ta triệu tập mọi người qua tới, chỉ là truyền Hồng Đan Tôn khẩu lệnh. Hồng Đan Tôn ở hôm qua một lần hành động bước vào luyện đan thánh cảnh đỉnh cấp. Khắp trốn mừng vui, đây là sát lục chi địa vinh dự, lại là Côn Lôn hư vinh dự. Tất cả mọi người hẳn đều biết sáng ngày mốt Hồng Đan Tôn và vậy y thần môn phế vật Đoạn Hoài An thi đấu. Đây đối với Hồng Đan Tôn mà nói độ khó quá thấp, nhất định chính là nghiền ép. Hồng Đan Tôn vì gia tăng độ khó. Liền chính xác phát bùa này mời sát lục chi địa thậm chí còn Côn Lôn hư tất cả luyện đan sư trước tới khiêu chiến. Người bất kỳ tiếp bùa này, ngày sau đều có thể cùng nhau khiêu chiến Hồng Đan Tôn. Người thắng, Hồng Đan Tôn có thể đáp ứng một cái bất kỳ điều kiện. Người thua là được là Hồng Đan Tôn đan dược tế phẩm, vậy coi là lên cao nhất quang vinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Còn cao nhất quang vinh. Đây rõ ràng là chính là một bên ngã sự việc à. Cái đó Đoạn Hoài An không biết tự lượng sức mình, đã cách cái chết không xa. Còn ai dám tự tìm cái chết? Khiêu chiến Hồng Đan Tôn. Trong thiên hạ, ai dám khiêu chiến Hồng Đan Tôn? Diệp Thần con ngươi híp lại, mới vừa muốn nói cái gì, một cái bàn tay đột nhiên vỗ vào Diệp Thần bả vai trên. Diệp Thần ý định giết người ngay tức thì phóng thích, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Dao găm biến dạng sắc bén, trực tiếp hướng người phía sau đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng là còn chưa chạm được đối phương, liền ngừng lại. Diệp tiên sinh, ta là Thanh Huyền Đỉnh xuống, một mực chờ ở nơi này Diệp tiên sinh. Diệp Thần đem nhưng dao găm thu hồi, nhìn một cái chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều không có chú ý tới nơi này, liền nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên kia thật thà cười một tiếng, Diệp tiên sinh, ta kêu Tiểu Huyền, lão tổ để cho ta ở chỗ này hết thảy nghe chỉ thị của ngài, còn như làm sao tìm được Diệp tiên sinh, ta tự nhiên có biện pháp. Vốn là ngày hôm qua liền muốn tới gặp Diệp tiên sinh, nhưng là bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn,
Diệp tiên sinh không nên phiền lòng. Diệp thần gật đầu một cái, nói thẳng, người nếu ở chỗ này hồi lâu, có từng thấy đoạn Hoài An? Tiểu Huyền do dự mấy giây, nói khải bẩm Diệp tiên sinh, trước mấy ngày, ta đây là gặp qua ngài sư phụ một mặt, nhưng là sau đó ở mặt Tây Cân đâu, đoạn này thời gian ta một mực đang nghĩ biện pháp tìm, nhưng phát hiện ngài sư phụ cũng không có xuất hiện nữa sát lục chi địa, hẳn là trốn đi, hoặc là thuộc về trạng thái tu luyện. Cái đó, Diệp tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngài theo ta tới. Diệp thần gặp Tiểu Huyền cũng là không có sư phó tung tích, lắc đầu một cái, căn bản không có lên đường dự định. Nếu người khác không thể dựa vào, vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn từ luân hồi mộ địa lấy ra một tờ mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt. Tiểu Huyền có chút kinh ngạc Diệp tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Diệp thần cười một tiếng. Thần bí nói nếu ngươi không cách nào chắc chắn sư phó ta tung tích, vậy ta chỉ có thể dựa vào biện pháp khác. Nói xong, hắn liền hướng bia đá đi tới. Tiểu Huyền không ngu ngốc, tự nhiên biết Diệp thần phải làm gì. Cái này hồng đan tôn luyện đan thành tựu hắn nhưng mà so người bất kỳ đều biết. Diệp thần một khi đi lấy hạ tấm bùa kia văn, không thể nghi ngờ là đem mình ép vào tuyệt lộ à. Ở hắn xem ra. Diệp thần hành động này là muốn cứu y thần môn vị kia, nhưng là nhưng mất đi lý trí. Diệp tiên sinh, không thể à. Cái này thật ra thì chính là vậy hồng đào âm mưu. Tới một cái, hắn không phải là mượn này lớn mạnh mình danh tiếng. Thứ hai, hắn có thể lấy được càng hơn ưu chất thân thể con người đan dẫn à. Diệp thần không để ý đến, nhàn nhạt nói ta chỉ bất quá muốn kiểm nghiệm mình một chút thuật luyện đan mà thôi. Nghe được câu này. Tiểu Huyền thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra. Kiểm nghiệm tài luyện đan cũng không phải tìm loại này cao cấp luyện đan sư tới so tài à. Mấu chốt tiền đặt cuộc này quá lớn, hơi lơ là chính là chết à. Diệp tiên sinh, ngài không nên vọng động, thật không muốn à. Tiểu Huyền vốn dự định đi kéo Diệp thần, lại không nghĩ rằng Diệp thần thân thể chấn động một cái, một cổ lực lượng vô hình náo động đi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể tê liệt. Nhúc nhích không được. Đáng chết. Mà trên tấm bia đá, lão kia người nhìn không người nào dám tới ứng chiến, gật đầu một cái, vậy coi là bình thường. Đây không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi, phàm là có chút đầu óc người cũng sẽ không tham gia. Càng không cần phải nói sát lục chi địa những thứ này biết hồng đan tôn uy danh người. Ngay tại ông già chuẩn bị ngưng tụ chân khí tại hai chân, rời đi bia đá thời điểm. Một đạo thân ảnh cấp tốc cướp tới, ở giữa không trung bên trong, năm ngón tay nắm chặt, phù văn kia trực tiếp hạ xuống mang mặt nạ Diệp thần lòng bàn tay. Tất cả mọi người thấy một màn này, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lại có thể thật sự có người dám khiêu chiến hồng đan tôn. Liền liền ông cụ kia gương mặt cũng là kinh hãi, trong lòng lại là nhấc lên vạn trượng sóng biển. Thật có tìm chết, kẻ ngu còn là tên điên. Dầm 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 dầm. Vô số đạo ánh mắt hướng đạo hắc ảnh kia đi. Tại chỗ phần lớn người lấy là dám khiêu chiến, nói thế nào đi nữa cũng nên là một cái ông già. Lại không nghĩ rằng là một cái mang mặt nạ người đàn ông. Cố nhiên mang mặt nạ, bọn họ vậy có thể cảm nhận được đối phương trẻ tuổi à. Liền 30 tuổi cũng chưa tới. Cái này bọn họ bệnh thần kinh. Dù là từ nương thai bắt đầu luyện đan, thiên phú lớn lao. Cũng không khả năng ở cái tuổi này có chống lại hồng đan tôn tư cách à. Phong tử. Triệt triệt để phong tử. Lão kia người sâu đậm nhìn một cái Diệp thần, hắn cũng không có quá mức quan tâm. Chính là siêu phàm cảnh, không đủ gây sợ hãi. Bất quá từ lễ nghi, hắn vẫn là đạo thằng nhóc, người bắt lại phù văn này có biết ý vị như thế nào. Đây cũng không phải là trò đùa, ta bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi đem phù văn này thả lại chỗ cũ. Sau đó hướng về phía tấm bia đá này dập đầu 20 cái đầu, chuyện này ta liền làm không thấy được. Ở ông già xem ra, chém giết cái đó mặt nạ thanh niên là giờ phút nào sự việc, nhưng là hắn khinh thường ra tay, nếu như có thể mượn chuyện này để cho mình danh tiếng dễ nghe chút, hắn vẫn là nguyện ý. Diệp thần nhìn một cái trong tay phù văn, nhàn nhạt nói nếu phù văn này ta bắt lại, tự nhiên không thể nào thả lại. Vừa vặn mấy ngày nay ở sát lục chi địa không có chuyện gì. Liền làm tùy tiện vui đùa một chút. Cái này tùy tiện vui đùa một chút mấy chữ để cho tất cả mọi người tại chỗ hô hấp dồn dập.
Người cái này không phải tùy tiện chơi à, cái này mẹ hắn cũng đem mệnh cũng chơi tiến vào. Thành là đan dẫn, đây chính là phải chịu đựng cao nhất ngọn lửa thiêu đốt thống khổ à. Người bình thường ai có thể chịu đựng? Bọn họ vốn cho là vậy Đoạn Hoài An đã coi như là không tự lượng sức. Kết quả không nghĩ tới, trước mắt cái này mặt nạ thanh niên hơn nữa rốt nát. Đoạn Hoài An giàu gì đến từ y thần môn, đối với luyện đan hẳn tinh thông mấy phần. Nhưng là cái này tuổi tác của tiểu tử bầy ở chỗ này, biết cái gì luyện đan. Võ đạo thực lực mới miễn cưỡng bước vào siêu phàm cảnh, phỏng đoán đời này cũng trong tu luyện vượt qua. Nào có thời gian trầm tĩnh lại luyện đan. Ông già không nghĩ tới cái này cái thanh niên như vậy tự tìm cái chết, hừ lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Còn nữa, nếu phù văn này ở trên tay ngươi, đã có ngươi dấu vết, bắt đầu từ bây giờ, cho đến ngày mốt, đều sẽ có người giám thị ngươi. Một khi ngươi mưu toan rời đi, ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Diệp Thần đem phù văn tùy tùy tiện tiện nhét vào luân hồi mộ địa, ổn định đạo biết, ngươi nói nhảm cái gì. T, nghe được Diệp Thần như vậy tùy tiện lời nói, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này ông lão thực lực nhưng mà vô hạn đến gần phản hư cảnh à, một cái siêu phàm cảnh lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện. Nhất định chính là tự tìm cái chết à. Lão kia người mặc dù trong lòng tức giận, nhưng biết rõ, một khi đạt được phù văn, chỉ có thể do Hồng Đan Tôn ra tay, mình căn bản không có tư cách. Hắn hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, ngươi không muốn cuồng ngông. Có chút giá phải trả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Còn nữa, sáng ngày mốt 8 giờ, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Toàn bộ sát lục chi địa người cũng sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như ngươi không xuất hiện, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, ông già ống tay áo vung lên, trực tiếp hướng màu đỏ kiến trúc đi. Diệp Thần cũng không dự định ở chỗ này dừng lại lâu, hai tay chắp sau lưng, hướng khách sạn đi tới. Tiểu Huyền, chúng ta đi. Tiểu Huyền trên người trói buộc ngay tức thì giải trừ. Hắn vội vàng đi theo lên, đi tới Diệp Thần bên người, sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói, Diệp tiên sinh, ngài rốt cuộc đang làm gì à? Chết, chết, bây giờ chúng ta muốn rời khỏi sát lục chi địa cũng không được. Ngàn không nên vạn không nên chính là tiếp vật này à? Không được, ta phải lập tức trở về Thanh Huyền Đỉnh, chỉ có lão tổ ra tay mới có cơ hội. Nhưng là lão tổ chạy tới khẳng định thời gian không còn kịp nữa liền à? Làm thế nào, làm thế nào? Diệp Thần nhìn Tiểu Huyền lầm bầm lầu bầu, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi cứ như vậy không tin ta. Tiểu Huyền thở dài một hơi, đây không phải là có tin hay không vấn đề, mà là Diệp tiên sinh, ngài căn bản không biết vậy Hồng Đan Tôn có kinh khủng dường nào à? Diệp Thần bước chân dừng lại, con ngươi toát ra một đạo ánh sáng tự tin, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lâm Thanh Huyền ở con đường luyện đan lợi hại, vẫn là chó này dám Hồng Đào lợi hại? Tiểu Huyền nghe được câu này ngẩn ra, chợt không chút do dự nói, Diệp tiên sinh, đây hoàn toàn không thể so sánh à, Lâm Thanh Huyền sư tôn nhưng mà y đạo thông thần tồn tại, cái này Hồng Đào lại coi là cái gì? Huống chi con đường luyện đan thật ra thì chính là y đạo một cái chi nhánh mà thôi, nếu quả thật Lâm Thanh Huyền ra tay, đừng nói cái này Hồng Đào, toàn bộ Côn Lôn hư cũng không người nào có thể địch. Diệp Thần tự tin hoàn toàn phóng thích. Như vậy thứ nhất, hắn sợ cái gì? Hắn đứng phía sau Lâm Thanh Huyền, con đường luyện đan, hắn sợ cái gì? Tiểu Huyền dĩ nhiên là cảm giác được Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh tự tin. Giống như trước mặt thanh niên ở sát lục chi địa đủ để chấp chưởng hết thảy. Nhưng mà Hồng Đào nói thế nào đi nữa cũng là thánh cấp luyện đan sư, mà Diệp Thần miệng lý thuyết Lâm Thanh Huyền căn bản lại không tồn tại à? Cầm một cái thời đại thượng cổ dòm ngó ngôi báu nhân vật và một cái sát lục chi địa cao cấp đan sư tương đối, có thể so sánh sao? Diệp tiên sinh, có chuyện ngươi có thể không được rõ, Lâm Tổ Tiên cố nhiên y đạo thông thần, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn phần lớn thuật pháp và luyện đan đã sớm thất truyền, y thần môn và Thanh Huyền Đỉnh người căn bản không địch Hồng Đào, dù là Thanh Huyền Đỉnh lão tổ tự mình tới sát lục chi địa, vậy rất khó đang luyện đan lên thắng được Hồng Đào. Diệp tiên sinh, nếu không, ta thử một chút dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thanh Huyền Đỉnh. Để cho lão tổ dùng bí pháp, nói không chừng còn có cơ hội. Diệp Thần nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, Tiểu Huyền,
ngươi nếu như không có chuyện gì liền ẩn núp trong bóng tối đi, sáng ngày mốt chúng ta tạm biệt. Nói xong, Diệp Thần liền hướng khách sạn đi. Tiểu Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn bị hắn nuốt xuống. Cái này Diệp tiên sinh làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Đây chính là sống chết du quan việc lớn à. Diệp Thần đi tới cửa khách sạn miệng, vừa mới chuẩn bị tiến vào, chính là thấy bên cạnh cửa chính một nơi bố cáo trong chuồng dán một bản lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã người đàn ông chính là Ôn Lập Phong. Cũng may Ôn Lập Phong hai cô con gái cũng không có xuất hiện ở phía trên. Diệp Thần lại đi một chuyến Vạn Thủy Các, phát hiện Vạn Thủy Các cùng với đối diện vậy một dãy lầu đều bị cường giả bao vây. Giữ cửa mấy người tròng mắt lạnh như băng, cả người mang sát ý. Không chỉ như vậy, có một bộ phận rất lớn sát lục chi địa thế lực đều bắt đầu thảm trải sàn thức tìm kiếm. Xem ra Ôn Lập Phong trước thời hạn rời đi là đúng, nếu không chờ những người này kịp phản ứng, muốn đi cũng không khả năng. Toàn bộ sát lục chi địa bầu không khí lộ vẻ được cực kỳ khẩn trương và nghiêm nghị. Diệp Thần trở lại khách sạn, Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình khi thấy Diệp Thần, vội vàng khom người, Diệp tiên sinh. Ôn Thi Thi gương mặt đỏ đỏ, vừa nghĩ tới tối hôm qua hình ảnh, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chẳng qua là không biết Diệp tiên sinh có hay không suy nghĩ nhiều. Diệp Thần nhìn lướt qua hai người, nói thẳng, cái này hai ngày ta cần bế quan, hai người các ngươi liền ở gian phòng không muốn đi ra đi, mới vừa rồi ta ở bên ngoài thấy được các ngươi phụ thân lệnh truy nã, ta không xác định những người này là hay không phát hiện các ngươi tồn tại, trước mắt ở lại chỗ này là an toàn nhất. Ôn Thi Thi gật đầu một cái, mà Ôn Đình Đình nhưng là nhíu mày một cái. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ngươi có lời muốn nói. Diệp Thần mở miệng nói. Ôn Đình Đình gật đầu một cái, khẽ cắn bờ môi, nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh, mới vừa rồi ta dưới lầu ăn cơm, nghe được rất nhiều người đang bàn luận một cái nam mặt nạ tử. Người này tựa hồ muốn tham dự Hồng Đào và Y Thần Môn vị kia trong đấu tranh đi. Cái đó nam mặt nạ tử không phải là Diệp tiên sinh đi. Nàng biết Diệp Thần tới sát lục chi địa mục đích chủ yếu. Từ một chút trong lời nói, đơn giản suy đoán, nàng liền nghĩ tới liền Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần làm việc phong cách chính là như vậy. Diệp Thần cảm thấy vậy không cần thiết hướng hai người giấu giếm, gật gật đầu nói chính là ta. Ôn Đình Đình nghe được Diệp Thần chính miệng chắc chắn, sắc mặt trắng bệch, Diệp tiên sinh ngài thật muốn vào Hồng Đào so luyện đan. Ta có thể nghe phụ thân nhắc tới rất nhiều lần, vậy Hồng Đào danh tiếng cũng không trống trơn ở Ngọc Thương Sơn khu vực. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn hư, hắn ở nơi này một lãnh vực vậy coi là lên kinh thiên tài. Diệp tiên sinh, hành động này có thể hay không? Diệp Thần đi tới trên giường, trực tiếp ngồi xếp bằng, ta biết các người đối với ta nghi ngờ, ta bây giờ vậy không muốn nhiều lời gì, hai ngày sau ta sẽ gặp để cho vậy Hồng Đào rõ ràng cái gì mới thật sự là con đường luyện đan. Nói xong, Diệp Thần liền nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa. Hắn duy nhất dựa vào chính là Lâm Thanh Huyền. Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi nhìn nhau, mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Đồng thời, hai người sử dụng một thanh trường kiếm, bảo vệ ở Diệp Thần chừng. Nếu Diệp Thần bế quan, các nàng duy nhất có thể làm chính là chọn toàn lực bảo vệ. Sát lục chi địa mặt tây một nơi hoang phế nhà. Một cái mặt mũi hiền lành ông già đang trông nom một tòa đan đỉnh dưới ngọn lửa ngang dọc. Mùi thuốc nồng nặc từ trong đan đỉnh tràn ra. Ông lão áo quần toàn bộ ướt đẫm. Bàn tay hắn gắt gao vỗ vào đan đỉnh trên, dù là nóng như lửa vẫn không buông ra tay. Hắn chịu đựng đau khổ. Hắn không cách nào dựa vào chân khí. Đan điền bị phế. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái cụ già này chính là hắn sư phụ Đoạn Hoài An. Thời khắc này Đoạn Hoài An đang thử nghiệm luyện chế một loại thượng cổ đan dược. Nếu như bàn về y thuật, hắn đủ để nghiền ép Hồng Đào. Nhưng là đang luyện đan lãnh vực, hắn cũng không cường thế. Hắn duy nhất có thể làm chính là đang đối với quyết trước, tiến hơn một bước. Đột nhiên, đan đỉnh bên trong truyền đến một cổ cực mạnh chấn động. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Đoạn Hoài An cánh tay cũng đang điên cuồng run rẩy, hắn vẫn không có buông tay ra, hắn lấy thần hồn luyện đan. Đây là hắn duy nhất có thể chiến thắng Hồng Đào thủ đoạn. Phốc! Đột nhiên Đoạn Hoài An lại cũng không chịu nổi,
đan đỉnh trực tiếp truyền tới một tiếng vang thật lớn, một cổ mùi khét tràn ra, mà hắn thân thể nhưng là bay rớt ra ngoài. Thậm chí trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương rất nặng. Đây đã là hắn thứ 67 lần thất bại. Nếu như không cách nào luyện chế thượng cổ đan dược, và vậy Hồng Đào tỷ thí thì không thể thắng. Nếu như không thể thắng, vậy y thần môn xa sút phải nên làm như thế nào cứu vãn? Hắn cần mượn thế. Đạo tông đuổi giết, y thần môn định trước ở Côn Lôn hư khó khăn đã sinh tồn. Chỉ có cái này sát lục chi địa là ngoại lệ. Một khi thắng được Hồng Đào, hắn liền có thể đem y thần môn lần nữa ở chỗ này thành lập. Thậm chí có thể đem những học trò kia tiếp tới nơi này. Cố nhiên sống tạm, nhưng là chỉ ít y thần môn giữ được. Hắn thẹn với y thần môn vô số cường giả, càng thẹn với ban đầu một đạo thần niệm thành lập y thần môn Lâm Thanh Huyền. Hắn không có lựa chọn. Đoạn Hoài An lau sạch khóe miệng vết máu, từ từ đứng lên, máu tươi ở quần áo hắn dòng nước chảy, vậy già nua thân thể hiện lên bất khuất. Nhìn có chút nứt ra đan đỉnh, hắn ánh mắt có chút tịch mịch, thở dài một tiếng, thật chẳng lẽ là ta không tự lượng sức. Y thần môn thì phải hủy ở ta trong tay. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Bóng người lãnh ngạo, trong mắt mang cừu hận và kiên nghị. Cũng không biết Diệp Thần ở đó thế tục như thế nào, Vân Hồ Sơn Trang thủ báo sao. Phỏng đoán thằng nhóc này ở Hoa Hạ một mực ngây ngô đi, hồng trần cuồn cuộn, thằng nhóc này 5 năm tới sống quá mệt mỏi, cũng nên hưởng thụ. Năm đó ta ở Hoa Hạ mai danh ẩn tính ở một đoạn thời gian, lưu lại nợ tình quá hơn, sợ rằng thằng nhóc này lại là như vậy. Còn có vậy Hạ Nhược Tuyết, hắn hẳn gặp được đi, lão thái bà kia quá cố chấp, liền bởi vì ta rời đi. Liền đoạn cái chữ này cũng xóa đi, từ trình độ nào đó mà nói, Nhược Tuyết hẳn họ Đoàn mới đúng, à. Lão đầu nghĩ đến Diệp Thần cùng với Hoa Hạ một ít chuyện tình, nguyên vốn sắc mặt tái nhợt ngược lại là xuất hiện một đạo nụ cười. Đây là hắn đoạn này thời gian tâm tình phiền não tốt nhất giải dược. Hắn dáng vẻ run rẩy hướng đan đỉnh đi tới, lần nữa dẫn động đan hỏa tiếp tục luyện đan. Nếu như Diệp Thần thằng nhóc kia ngày nào trở lại, có phát hiện không y thần môn, phỏng đoán sẽ đối với ta rất thất vọng đi, bất kể như thế nào, ngày sau trận chiến ấy, ta phải đem hết toàn lực. Cùng lúc đó, sát lục chi địa tòa kia màu đỏ kiến trúc bên trong. Kiến trúc trung ương, một cái ông già ngồi xếp bằng. Và Đoạn Hoài An bất đồng chính là, ông cụ này quanh thân lại lơ lửng 10 tôn đan đỉnh. Trong tay hắn ngưng tụ ra cao nhất ngọn lửa, ngay tức thì chiếm đoạt tất cả đan đỉnh. Chung quanh hết thảy cũng là hắn chấp trưởng. Đột nhiên, ông già mở mắt ra, khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, mở. Cuồng phong nổi lên, vô số ngọn lửa biến ảo thành hình, đan đỉnh toàn bộ mở ra, gió lớn bên trong, vô số dược liệu cuồn cuộn đi. Vô cùng chính xác. Đan đỉnh khép lại. Cơ hồ ngay tức thì, đậm đà đan dược chi nhang liền bắt đầu tràn ra. Ông già mặt mũi lộ vẻ được cực kỳ ung dung. Ước chừng nửa giờ. Tay của lão giả cánh tay nhẹ nhàng ngăn lại, 10 tôn đan đỉnh đồng loạt rơi ở trên mặt đất. Đùng đùng thanh âm không ngừng vang khắp. Ai có thể nghĩ tới cái này 10 tôn đan đỉnh lại có 8 tôn cũng đan thành. Ông già đứng lên, 5 ngón tay nắm chặt, đan đỉnh đan dược toàn bộ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Không quang thành sắc vẫn là phẩm cấp, đều là tốt nhất chi phẩm. Mặc dù không có 10 đỉnh đều được. Nhưng là 80% tỷ lệ thành công đủ nghiền ép hết thảy. Vậy không tự lượng sức y thần môn Đoạn Hoài An, thật lấy là y thần môn vẫn là ngàn năm trước khi cái đó y thần môn. Chính là rác dưới lại còn dám khiêu chiến ta, nếu ngươi nghĩ như vậy khiêu chiến, như vậy, ngày sau ta liền vô tình làm nhục ngươi, để cho ngươi xem, cái gì mới là Côn Lôn hư cao nhất đan đạo. Chờ đan đạo ổn định, lấy người luyện đan hoàn toàn thành công, ta cũng nên đi đan minh. Ta muốn làm cho cả Côn Lôn hư cũng là ta run rẩy. Ông già sang sáng cười lên, thời khắc này hắn tựa như nắm trong tay hết thảy. Ngay tại lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nụ cười hơi ngừng. Ông già ngồi về vị trí cũ, nhàn nhạt nói, đi vào. Không lâu lắm, cửa mở ra, một cái tóc bạc hoa dâm cụ già đi vào. Chính là hôm nay ở trên tấm bia đá vị kia. Hồng Đan Tôn. Cụ già cung kính nói. Hồng Đào gật đầu một cái, nói thẳng, nhưng có những người khác nguyện ý khiêu chiến ta.
Chỉ riêng cái đó đoạn Hoài An, không khó khăn, tốt nhất mới có thể có đan minh người cùng nhau ứng chiến. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng là hắn rất rõ ràng, vậy người có chút đầu óc cũng sẽ không ứng chiến. Hành động này chẳng qua là vì để cho hắn ở sát lục chi địa uy danh càng lộ vẻ hách mấy phần. Hồng Đan Tôn, sát lục chi địa còn có một người ứng chiến. Cụ già nhìn một cái Hồng Đào, nói. Hồng Đào ngẩn ra, diễn cảm kinh ngạc mấy phần, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, nhưng mà vậy như yên nghỉ. Không phải. Chẳng lẽ là quỷ đan đạo người? Cũng không phải. Giờ khắc này, Hồng Đào chán bây giờ càng phát ra nhíu chặt, đứng lên, hỏi, trừ cái này hai người, sát lục chi địa còn có ai dám khiêu chiến ta? Chẳng lẽ nơi đây còn có ẩn núp đan sư cường giả? Cụ già do dự mấy giây, giải thích, Hồng Đan Tôn, là một người trẻ tuổi này mang mặt nạ, lạ mặt rất, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là trước đây không lâu tiến vào Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa. Người tuổi trẻ, Hồng Đào có chút lạnh cười. Đan đạo cũng không phải là giống vậy con đường tu luyện, thiên phú phân chia có thể quyết định rất nhiều hơn, đan đạo cũng phải cần góp nhặt từng ngày tồn tại à. Không có ở đây đống triệt, và vô số lần thử nghiệm, người bình thường muốn thành là luyện đan sư cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nói chi là một người trẻ tuổi. Cái gì cũng không hiểu, còn dám nói biết luyện đan. Thậm chí nói khoác mà không biết ngượng khiêu khích mình. Vậy đoạn Hoài An khiêu chiến mình, hết thảy còn nói đã qua. Một người thanh niên người tới khiêu chiến, cái này cùng đùa giỡn có cái gì khác biệt? Người có biết người tuổi trẻ tên gì? Là cấp bậc gì đan sư? Hồng Đào lạnh lùng nói. Cụ già lắc đầu một cái này mặt nạ người tuổi trẻ, rất là thần bí, liền tên chứ cũng không biết, thậm chí ngay cả mặt mũi cho vậy che giấu, muốn không muốn ta đi phái người đi sâu vào tiếp xúc. Cũng hoặc là lau đi. Hồng Đào vui vẻ cười to, người suy nghĩ nhiều, nếu như thằng nhóc kia thật xảy ra chuyện, phỏng đoán sát lục chi địa rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy là ta làm, loại này con kiến hôi không cần đi quản. Hắn còn có hai ngày thời gian có thể sống, giờ đến một cái, ta liền tự mình đưa hắn lên đường. Ta phải ngay Côn Lôn hư tất cả mọi người mặt, đem hắn sống đốt chết. Đây cũng là tìm chết giá phải trả. Thời khắc này Hồng Đào vô cùng điên cuồng. Năm đó hắn ở Đan Minh chính là lấy điên cuồng và là máu nổi danh. Nếu không cũng sẽ không dùng người tu luyện thân thể tới luyện đan. Hơn nữa còn là vật sống luyện đan. Diệp Thần tự nhiên không quan tâm bên ngoài tình huống, hắn ở trong khách sạn đã tiến vào luân hồi mộ địa. Lần nữa đi tới chăm ngồi trước mộ bia. Diệp Thần nhìn vậy chăm ngồi mộ bia, cảm khái muôn vàn. Nếu như không có luân hồi mộ địa, mình muốn đi tới nơi này tất nhiên rất mệt khó khăn. Mặc dù như cũng không hiểu luân hồi mộ địa người sau này muốn hắn làm cái gì, hắn phải nên làm như thế nào giúp đám người này xoay mình. Nhưng là đã không trọng yếu. Chỉ có mạnh mẽ mới có tư cách tiếp xúc tới sâu hơn đồ. Trăm vị đại năng đều không cách nào chống lại tồn tại, mình bây giờ phỏng đoán liền gặp mặt cũng không có tư cách đi. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhìn Lâm Thanh Huyền khối kia mộ bia trên, mở miệng nói, sư phụ, đồ nhi có chuyện quan trọng muốn nhờ. Bất diệt chi chủ tiêu tán, đoạn lôi nhân nhưng đi Côn Lôn hư những địa phương khác tìm câu trả lời, bây giờ duy nhất dựa vào chính là Lâm Thanh Huyền. Tiếp theo mấy ngồi mộ bia không biết lúc nào mới có thể tháo ra. Bất quá xem trạng thái, có mấy ngồi mộ bia tựa hồ đã có một ít biến hóa, chẳng qua là không rõ ràng. Chắc sắp, chỉ bất quá cần cơ duyên mà thôi. Lâm Thanh Huyền mộ bia run rẩy, khói xanh từng cơn, một đạo thân ảnh trực tiếp chui ra. Chính là Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, đồ nhi, ngươi nhưng là phải theo ta học luyện đan. Diệp Thần ngẩn ra, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lâm Thanh Huyền loại này lớn có thể biết loại chuyện này vậy rất bình thường, liền gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Thanh Huyền một bước ra, tựa như bước ngang qua 100 mét, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, ta vốn định đem cao nhất y đạo toàn bộ truyền thụ cho ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, đan đạo đối với ngươi mà nói tựa hồ quan trọng hơn, cũng được, thật ra thì đều giống nhau. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền cánh tay vung lên. Luân hồi mộ địa lại xuất hiện mấy chục ngồi đan đỉnh. Diệp Thần đếm đếm, dòng dã 40 cửu tôn đan đỉnh. Lâm Thanh Huyền đi tới đan đỉnh trung ương, đối với Diệp Thần giải thích, vậy Hồng Đào là thánh cấp luyện đan sư, ngươi muốn vượt qua người này,
ít nhất phải ở đan đạo lên bước vào thánh vương cấp, nhưng mà dưới mắt, ngắn ngủi 2 ngày, đây đối với ngươi mà nói tựa như cái hào rộng, cơ hồ không thể nào. Duy nhất biện pháp, chính là kiếm đi thiên phong. Cũng may, ngươi trên người có một đạo cao nhất đồ sắc bén, đây đối với luyện đan mà nói quá mức trọng yếu. Diệp Thần có chút mơ hồ, nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi là nói cái gì? Bất diệt lửa. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Trên mình ngươi bất diệt lửa có thể dung hợp hết thảy, không bao giờ mất đi, điều không vinh dự này có thể dùng để chiến đấu, nếu như dùng làm luyện đan, cũng là kỳ hiệu. Đan dược chi đạo, trọng yếu nhất chính là ngọn lửa. Nắm trong tay ngọn lửa thì chẳng khác nào nắm trong tay đan đỉnh. Nắm trong tay đan đỉnh liền tương đương với nắm trong tay đan dược. Bây giờ, ngươi dùng bất diệt lửa điều khiển cái này 40 cửu tôn đan đỉnh. Ta sẽ là ngươi chuẩn bị dược liệu. Trong 2 ngày, ngươi phải đồng thời đem cái này 40 cửu tôn đan đỉnh luyện thành. Nghe được cái này yêu cầu, Diệp Thần diễn cảm có chút ảm đạm. Đây chính là 40 cửu tôn đan đỉnh à. Đồng thời điều khiển. Điên rồi phải không? Hắn đối với mình thực lực rất rõ ràng, điều khiển 2 cái có lẽ còn làm đến, 49, bỏ mặc chân khí và ngọn lửa đều không đáng lấy chống đỡ à. Sư phụ, ngươi chắc chắn không có nói đùa. Diệp Thần cười hì hì nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Lâm Thanh Huyền lạnh lùng nói. Diệp Thần nụ cười đọng lại, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng vậy 40 cửu tôn đan đỉnh đi tới. Khi đi đến Trung ương, liền mở miệng nói, sư phụ, cái này 40 cửu tôn đan đỉnh luyện chế loại nào đan dược? Một loại, Lâm Thanh Huyền khinh thường cười một tiếng, đồ nhi, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì, ta không phải muốn ngươi đồng thời luyện chế một loại đan dược, cái này không khó khăn gì, ta muốn ngươi đồng thời luyện chế 49 chủng không cùng thuộc tính đan dược. Cái gì? Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Đây là đùa gì thế à? 49 loại đan dược, cùng chung luyện chế. Hắn tài luyện đan, hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng là nếu như muốn ở 2 ngày thời gian dựa theo sư phụ nói làm, cái này còn chơi một giám à? Thật là không thể nào hoàn thành à? Sư phụ, ta! Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì? Lâm Thanh Huyền cánh tay vung lên, vậy 40 cửu tôn đan đỉnh trôi lơ lửng, hiện tại bắt đầu, ngưng tụ đan dược, chân khí bọc tại đan đỉnh trên. Cái này cố nhiên khó khăn, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là luân hồi mộ địa mộ chủ, nếu như loại chuyện nhỏ này cũng không làm được, như thế nào chấp trưởng thiên hạ, như thế nào đem những cái kia cao cao tại thượng tồn tại kéo xuống thần đàn. Diệp Thần cũng không nói nhảm, nhớ tới y thần môn sư phó nguy hiểm, trận chiến này bất kể như thế nào, hắn đều phải thắng. Bất diệt lửa, tới. Diệp Thần một tiếng giống giận, mi tâm ngọn lửa tuôn ra ngoài. Chỉ là một đạo ngọn lửa mà thôi. Bất diệt lửa trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người, Diệp Thần 5 ngón tay vỗ một cái, mở. Ngay tức thì, ngọn lửa ngang dọc mở. Ngay tức thì hóa là một đầu rồng lửa bàn lượn quanh ở 40 cửu tôn đan đỉnh chung quanh. Đan đỉnh dần dần biến đỏ. Vì duy trì ngọn lửa, Diệp Thần không thể không phóng thích chân khí trong cơ thể, chân khí và bất diệt lửa đồng thời tác dụng. 40 cửu tôn trong đan đỉnh giữa Diệp Thần ngay tức thì bị cuồng bạo khí lưu đụng. Rất là khó chịu. Lâm Thanh Huyền gật đầu một cái, hắn vốn cho là Diệp Thần đồng thời khống chế cái này 40 cửu tôn đan đỉnh cần mấy giờ học, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên liền nắm giữ, mặc dù không phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng là chứng minh Diệp Thần thiên phú. Hắn vậy không do dự nữa, một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng bắn vào Diệp Thần ấn đường, 49 đạo đan phương ngưng tụ. Ngươi cứ dựa theo phía trên này thử nghiệm. Diệp Thần gật đầu một cái, 5 ngón tay nắm chặt, chung quanh vô số dược liệu trôi lơ lửng. Không ngừng ở Diệp Thần quanh thân hồn lượn quanh. Diệp Thần dùng ý niệm điều khiển, vừa mới chuẩn bị đem dược liệu buông xuống, ngọn lửa kia ngay tức thì mất khống chế, tại chỗ liền đem Diệp Thần chiếm đoạt. Phốc! Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động bay, mà vậy 40 cửu tôn đan đỉnh cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Hắn toàn thân cao thấp đều là ô tất mà hắc, có thể gặp chật vật. Lâm Thanh Huyền nhìn cách đó không xa Diệp Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc này mới bình thường. Đồ nhi, người đối với đan đỉnh và ngọn lửa bả khống vẫn là kém rất nhiều hơn, lại tới đi. Lâm Thanh Huyền cánh tay vung lên,
40 cửu tôn đan đỉnh xuất hiện lần nữa. Diệp Thần uống một viên đan dược, trực tiếp bò dậy, không để ý hình tượng, từng bước đi tới. Lần này, làm bất diệt lửa và chân khí va chạm lúc đó, Diệp Thần đem bổn mạng linh phù và huyết long hư ảnh đồng thời sử dụng. Nhất thời, toàn bộ luân hồi mộ địa lôi quang đại tác. Huyết long lại là bàn lượn quanh ở 40 cửu tôn đan đỉnh chung quanh, huyết khí tràn ngập, muốn là Diệp Thần chia sẻ mấy phần. Nhưng là cố nhiên như vậy, Diệp Thần tiếp nhận thống khổ cũng là vô cùng kinh người. Hắn vậy đen nhánh thân thể nổi gân xanh, ngũ tạng lục phủ đều là bị tức lưu đụng. Nếu như không phải là ý niệm chống đỡ, hắn đã sớm bị đánh bay. Cho ta rơi. Diệp Thần khẽ cắn răng, một tiếng giống giận, dược liệu toàn bộ rơi xuống. 40 cửu tôn đan đỉnh ngay tức thì bị bất diệt lửa chiếm đoạt. Một cổ mùi thuốc truyền ra. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện chân khí hoàn toàn không đủ dùng, không có chân khí, thăng bằng hoàn toàn đánh vỡ. Bành! Đan đỉnh lần nữa vỡ vụn, mà Diệp Thần nhưng là lại khạc ra một ngụm máu tươi, quá mức chật vật. Lâm Thanh Huyền nhìn Diệp Thần chật vật như vậy dáng vẻ, thở dài một cái, đồ nhi, có một số việc không thể cưỡng cầu. Người hiện tại chân khí rất rối loạn, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi. Nhưng là Diệp Thần tựa như không nghe được vậy, bò dậy, lần nữa hướng 40 cửu tôn đan đỉnh đi. Đan điền chân khí hoàn toàn không có. Diệp Thần trực tiếp lấy ra một chai tụ khí đan, toàn bộ nuốt vào. Lại tới. Thời khắc này Diệp Thần trong mắt tràn đầy điên cuồng. Lâm Thanh Huyền trong mắt có chút dao động. Trước có lẽ đối với Diệp Thần Thành là luân hồi mộ chủ có chút ý kiến, nhưng là bây giờ, hắn vô cùng khẳng định. Trong thiên hạ, nếu như có người có thể dung chuyển cái thế lực đó, duy có trước mắt người thiếu niên này. Chờ hắn chân chính lớn lên, Côn Lôn hư vân vân mọi người chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Đột nhiên, luân hồi mộ địa một nơi chấn động lên, Lâm Thanh Huyền con người co giúp một cái, bắn về phía trong đó một tòa mộ bia. Mộ bia biến đỏ. Thêm trở tối, mộ bia trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tựa như ngày tận thế. Lâm Thanh Huyền diễn cảm lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người này bây giờ điên cuồng, đem vậy thần ma người vậy dẫn ra. Thần ma nhập thế, hơn nữa Diệp Thần mi tâm vậy đạo tà vật lực lượng, sợ rằng có biến à. Hai ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Diệp Thần không biết bị thương mấy lần, toàn thân vết thương chồng chất, vô cùng chật vật. Thậm chí có mấy lần máu thịt nổ tung. Cũng may có Lâm Thanh Huyền ở bên cạnh. Lâm Thanh Huyền y đạo thông thần, dù là có người bỏ mình, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn là có thể từ Diêm Vương trong tay cướp người. Diệp Thần lần lượt kế cận bên bờ sinh tử, hắn lần lượt cứu. Diệp Thần tựa như một cái phong tử, vừa mới bắt đầu vận hành 20 tôn đan đỉnh, rồi đến 30 tôn. Cuối cùng 40 cửu tôn. Hắn nhịn người thường không thể nhịn được thống khổ. Rốt cuộc ở hai ngày sau, thành công đem 40 cửu tôn đan đỉnh đan dược luyện chế mà thành. Mặc dù không ổn định, nhưng là Diệp Thần ở chết bên trong nghênh đón lột xác. Thời khắc này Diệp Thần cả người đồ dạo phố toàn bộ vỡ vụn, cố nhiên thân thể hắc như than, nhưng là đôi tròng mắt kia nhưng là lộ ra một tia kiên nghị. Tựa như một mắt bây giờ vượt qua 10 năm. Sư phụ, người để cho ta làm đã hoàn thành. Ta bây giờ là hay không đã bước vào đan đạo thánh vương cảnh. Diệp Thần gằn từng chữ. Lâm Thanh Huyền ánh mắt có chưa hơn cảm khái, lắc đầu một cái, xa xa không có. Diệp Thần ngẩn ra, cái này hai ngày chống đỡ chính là muốn bước vào cái này đan đạo cảnh, bây giờ lại không có thực hiện, lập tức phải đi đến nơi hẹn, cái này còn chơi cái gì. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Lâm Thanh Huyền nhưng tiếp tục nói, còn thiếu một bước, trọng yếu nhất một bước. Một giây kế tiếp, Lâm Thanh Huyền một bước ra, đã tới Diệp Thần trước mặt, một chỉ điểm ra. Một đạo màu xanh ánh sáng ngay tức thì tràn vào Diệp Thần thân thể. Diệp Thần cảm giác đầu óc căng, rất là khó chịu. Hắn cưỡng ép thanh tỉnh, nhưng là kinh hãi là phát hiện vô số hình ảnh từ trước mắt thoáng qua. Trong hình chỉ có một lão giả và một tôn đỉnh, ông già chính là Lâm Thanh Huyền. Đang luyện đan Lâm Thanh Huyền. Đây chính là thượng cổ đại năng luyện đan kinh nghiệm à. Cũng như này kinh nghiệm, hắn thì chẳng khác nào trực tiếp bước ngang qua đan đạo à. Nghịch thiên cử chỉ. Từng bức họa thoáng qua, rất nhanh, Diệp Thần toàn thân ướt đẫm,
dẫu sao lĩnh ngộ những hình ảnh này cũng là cực kỳ hao phí tinh khí thần. Lâm Thanh Huyền thân thể cũng là mờ đi mấy phần. Đây đối với hắn hồi nào không phải một loại hao tổn. Thời gian hai ngày muốn ở đan đạo lên vượt qua như vậy chi hơn, nào có như thế đơn giản. Hồi lâu, Lâm Thanh Huyền buông tay ra, thở ra một hơi, đồ nhi, ta bây giờ có thể cho ngươi chính là những thứ này, nếu như mạnh hơn nữa được truyền bá, ngươi thức hải và óc căn bản không chịu nổi, bất quá những ký ức này đủ ngươi đối phó trước mắt tình cảnh. Còn nữa, vậy 40 cửu tôn đan đỉnh, vi sư chẳng qua là giúp ngươi ngưng tụ đối với bất diệt lửa khống chế, bây giờ ngươi năng lực khống chế ngọn lửa đủ để nắm trong tay một ít cấp bậc hơi thấp thượng cổ đan dược. Vi sư hao tổn quá mức to lớn, cần nghỉ ngơi một ít thời gian, tiếp theo hết thảy liền dựa vào ngươi. Nói xong Lâm Thanh Huyền liền biến mất không gặp, hiển nhiên là tiến vào mộ bia bên trong. Diệp Thần trong lòng vạn phần cảm kích, chỉ có thể yên lặng nhớ trong lòng. Thời gian xong hết rồi, cũng nên rời đi. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện ấn đường một hồi đau đớn, chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt lại là rơi vào một tòa chưa bao giờ mở ra mộ bia trên. Vậy mộ bia ma khí cuồn cuộn, chỉ riêng nhìn một cái, liền để cho Diệp Thần có chút hoảng hốt. Thậm chí ấn đường lóe lên một luồng ánh sáng đen, tựa như ở hô ứng cái gì. Chẳng lẽ lại có một tôn đại năng sắp ra đời? Diệp Thần lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp về thuộc về thực tế bên trong. Làm Diệp Thần mở mắt ra, chính là thấy Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình đang nóng nảy đi qua đi lại. Làm các nàng thấy Diệp Thần mở mắt ra, trong lòng đã hoàn toàn treo rơi. Diệp tiên sinh, ngài rốt cuộc tỉnh, nếu như lại bất tỉnh, chúng ta có thể dự định đi tìm sát lục chi địa thần y. Đúng vậy, Diệp tiên sinh, ta cũng lấy là ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta và tỷ tỷ muốn giúp cũng không biết nên làm như thế nào. Ôn Thi Thi nhẹ giọng truyền tới. Diệp Thần cười một tiếng, yên tâm, ta cũng không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Hôm nay, các ngươi hai cái liền chờ ở nơi này, chờ hết thảy kết thúc, ta tự nhiên sẽ tới đón các ngươi. Hai nữ nghe được câu này ngẩn ra, các nàng nhưng mà đổi cả người quần áo, chính là chuẩn bị và Diệp Thần cùng chung đi. Kết quả bây giờ Diệp tiên sinh lại có thể để cho các nàng ở lại chỗ này. Diệp tiên sinh, chấm, hai người muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thần cắt đứt, nghe ta. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể buồn buồn không vui xoay người. Diệp Thần làm như vậy tự nhiên có lý do của hắn, lần này, bỏ mặc hắn có thể thắng hay không qua Hồng Đào, sự việc tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Hắn phải làm xấu nhất dự định. Cái này hai tỷ muội mang theo, chỉ biết quá mức bại lộ. Diệp Thần giao phó xong. Liền rời khách sạn, hắn không có thời gian đầu tiên đi màu đỏ kiến trúc chi địa, ngược lại hắn hướng sát lục chi địa vòng ngoài đi. Hắn tự nhiên không phải dự định chạy trốn, mà là tìm kiếm một đạo lực lượng. Diệp Thần đứng ở một nơi hẻo lánh đất chỗ cao, nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích, tựa như ở đếm ngược giờ vậy. Làm hắn đếm tới một thời điểm, từng đạo bóng đen đột nhiên từ trong rừng rậm xông ra. Một đầu thân thể khổng lồ màu đen cự hổ trực tiếp xông đi ra, lại là một bước ra, ước chừng mười mấy mét cao, đi thẳng tới Diệp Thần bên người. Mà phía dưới nhưng là đông nghịt một phiến. Nhìn thấy mà giật mình. Cuồng sát hắc hổ. Cơ hồ 500 đầu cuồng sát hắc hổ. Huyết khí tràn ngập, giết hại cảm giác ầm ầm bùng nổ. Mà Diệp Thần bên người cuồng bạo thú chính là cuồng sát hắc hổ vua. Hổ vương đồn ở đây. Hiệu lệnh nhóm thú. Nhiều như vậy hung thú, chính là Diệp Thần ban đầu lưu lại một đạo lực lượng. Thời khắc này hổ vương thấy Diệp Thần, tựa hồ có chút hôn thân mật, tựa như một cái mèo, dùng đầu lâu to lớn cả Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái hổ vương, đưa tay ra sờ một cái tiểu hắc, mấy ngày không gặp, trên mình người khí huyết sát càng phát ra nồng nặc, sợ rằng ăn không thiếu người tu luyện đi. Vậy hổ vương há miệng, khạc ra đầu lưỡi, vậy không chối. Hôm nay ta để cho ngươi tới, chính là muốn ngươi ra tay, cái này dưới đáy cuồng sát hắc hổ chính là ngươi ở chỗ này chấp trưởng toàn bộ lực lượng. Hổ vương lắc đầu một cái, kêu mấy tiếng, Diệp Thần dĩ nhiên là nghe hiểu. Để cho hắn kinh ngạc là, tên này ở sát lục chi địa khu vực, nắm trong tay hung thú lại có thể ước chừng ngàn đầu. Chỉ bất quá một phần khác khoảng cách nơi đây rất xa. Đây đối với Diệp Thần mà nói đơn giản là vui mừng ngoài ý muốn. Được,
Diệp Thần từ luân hồi mộ địa lấy ra dòng giã 30 viên đan dược, những đan dược này là cái này 2 ngày luyện chế một số. Không chỉ đối với người có tác dụng, đối với yêu thú mà nói, cũng là kỳ hiệu. Có thể để cho yêu thú hơi thở kinh khủng hơn, thể xác cường hãn hơn. Thậm chí bước ngang qua tu vi. Hổ Vương thấy những đan dược này, trong mắt sáng lên. Những đan dược này cho ngươi ăn vào, ta chỉ có một yêu cầu, trong vòng mấy canh giờ, thống lĩnh tất cả cuồng sát hắc hổ bao vây nơi này, ngươi có thể làm được. Hổ Vương chợt gật đầu, hung ác dáng vẻ nhưng là lộ vẻ được vô cùng khôn khéo, tựa như ở lấy lòng Diệp Thần. Được. Diệp Thần không nói nhảm nữa, đem đan dược trực tiếp ném ra ngoài. Hổ Vương đồ sộ há miệng một cái, toàn bộ nuốt vào. Ta và ngươi ý thức nghĩ thông suốt, một khi ta phát ra hiệu lệnh, ngươi liền dẫn cuồng sát hắc hổ toàn bộ tràn vào, đến lúc đó, bỏ mặc người nào cản ngăn cản, giết chết không bị tội. Còn nữa, nếu như trước lúc này, có bất kỳ người phát hiện các ngươi tồn tại, phải trực tiếp chém chết. Không được có bất kỳ do dự. Ở ta hiệu lệnh trước, các ngươi phải ẩn núp. Diệp Thần lạnh lùng nói. Hổ Vương cũng là ý thức được chuyện nghiêm túc tính, chợt gật đầu. Trên mình lại là không ngừng tràn ra lệ khí. Tốt lắm, đi thôi. Hổ Vương một tiếng hổ gầm, trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống, mang tất cả cuồng sát hắc hổ nhanh chóng rời đi. Mặt đất chấn động, để cho không thiếu sát lục chi địa giữ cửa người phát hiện, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao chung quanh hung thú qua lại, quá mức thường gặp. Diệp Thần cũng là hướng màu đỏ kiến trúc đi, trong mắt hắn có rét lạnh ý, bất kể là ai. Cũng không có tư cách động ta sư phụ, ai nếu dám động, chỉ có đường chết. Hắn đem mặt mũi thay đổi, lần này trực tiếp dùng Diệp Thí Thiên mặt mũi. Đồng thời, đeo lên vậy một cái mặt nạ. Bất kỳ sự việc, đều phải dùng hai tay chuẩn bị. Chẳng qua là không biết Diệp Thí Thiên cái này ba chữ ở sát lục chi địa có hay không lực uy hiếp. Cùng lúc đó, một tòa dáng vóc to quảng trường. Đầy ắp cả người. Sát lục chi địa phần lớn người đều tới. Dẫu sao đây là nửa năm qua đặc sắc nhất chuyện. Cố nhiên kết quả đã rất rõ ràng. Hồng Đan Tôn nghiền ép hai cái phế vật. Nhưng là có thể chính mắt thấy Hồng Đan Tôn luyện chế đan dược, đối với tất cả mọi người tại chỗ tu vi cũng là có chỗ tốt cực lớn. Đám người bàn luận sôi nổi, cơ hồ tất cả thanh âm đều là khen Hồng Đan Tôn, chê bai Đoạn Hoài An và thần bí mặt nạ thanh niên. Dĩ nhiên còn có vô cùng thiếu một số làm cho này hai người khấn cầu. Dẫu sao hai người này sinh mạng đã tiến vào đếm ngược giờ. Không lâu lắm, vô số hơi thở khủng bố người tay cầm binh khí, từ màu đỏ kiến trúc trong đi ra. Bọn họ vững vàng đứng ở bốn phương tám hướng, trấn thủ hết thảy cửa ra vào, ánh mắt lạnh như băng. Những cường giả này tồn tại, ngay tức thì để cho huyên náo quảng trường đổi được vô cùng yên lặng. Yên lặng sau đó. Một cái ông già xuất hiện ở giữa quảng trường. Chính là trên bia đá ông cụ kia. Ông già trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua mọi người, dùng chân khí ngưng tụ thanh âm, lan truyền ra, hôm nay chuyện gì mọi người cũng so ta rõ ràng, quy tắc cũng giống như vậy, hôm nay so chính là đan đạo. Đan đạo người thắng, người thua phải phục tùng một cái điều kiện. Phục tùng vô điều kiện, cho dù là sinh mạng. Hai ngày thời gian. Cuối cùng chỉ có hai người khiêu chiến Hồng Đan Tôn. Dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng hai người này đan đạo sẽ không để cho mọi người thất vọng. Không nói nhiều thừa thải, xin mời Hồng Đan Tôn. Lời nói rơi xuống, đám người hoan hô lên. Khí thế vô cùng cao tăng. Tựa như Hồng Đan Tôn chính là tín ngưỡng của bọn họ. Dĩ nhiên, tại phần lớn trong mắt, Hồng Đan Tôn cái này ba chữ chính là đan đạo tượng trưng. Làm sao có thể thất bại? Đám người hoan hô bên trong, không gặp có người đi ra. Liền tại tất cả người kinh ngạc lúc đó, một đạo cẩm y ngọc bào bóng người nhưng là từ trên trời hạ xuống. Hồng Đan Tôn. Hồng Đan Tôn đi ra, tựa như tiên tôn à. Thiệt là đan đạo người thứ nhất à. Tán dương tiếng vang khắp, Hồng Đào rất hưởng thụ giờ khắc này, chân khí của hắn ngưng tụ, áo khoác tung bay, hơi thở mờ ảo hết sức. Hắn vững vàng rơi vào giữa quảng trường. Trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói, nhờ có chư vị giúp đỡ, hôm nay ta Hồng Đào liền để cho chư vị xem một chút, cái gì mới là cao nhất đan đạo. Đám người tiếng hô cao hơn. Mà lão kia người cũng không muốn ở kéo sấp,
tiếp tục nói, mọi người im lặng, xin mời y thần môn trưởng môn Đoạn Hoài An. Tiếng hoan hô hoàn toàn biến mất, ngược lại từng đạo khinh thường thanh âm vang lên. Y thần môn đã sớm sa sút, vậy Đoạn Hoài An nghe nói bị trộm tông tông chủ đánh cho thành phế vật, chỉ có thể đắm chìm y đạo. Nếu như không thành phế vật, sợ rằng cái này Đoạn Hoài An thành liền không thể giới hạn à. Có cái gì bất khả hạn lượt, trên thực tế còn không phải là một tên phế vật. Không có đan điền, ta đây là muốn xem vậy Đoạn Hoài An làm sao luyện đan. Nói thật, ta ngược lại có chút tò mò cái này Đoạn Hoài An như thế nào chịu đựng vậy lửa trong lò đan diễm, ha ha. Đang chất vấn trong tiếng, một cái ông già một bước đi tới trên đài. Trên người lão già hơi thở có chút yếu ớt, đối mặt nghi ngờ, hắn ánh mắt lãnh đạm. Nhiều năm qua như vậy, hắn tiếp nhận quá nhiều thứ, bị nói mấy câu thì như thế nào. Hắn vậy đục ngầu con ngươi nhìn một cái Hồng Đào, mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Hồng Đào hừ lạnh một tiếng, đó là tự nhiên, không quá ta khuyên ngươi vẫn là muốn ở ta đan đỉnh bên trong, như thế nào sống sót đi. Đoạn Hoài An thở dài một tiếng, không có nói tiếp. Hắn có chút tịch mịch không câu chấp. Cái này hai ngày, hắn luyện đan toàn bộ thất bại. Lần này muốn thắng được, sợ rằng không thể nào. Nhưng là hắn đại biểu y thần môn tự nhiên không biết làm đào binh. Chết vậy phải chết vinh quang. Chỉ mong có thể xuất hiện cái gì kỳ tích đi. Ông già gặp hai người thích hợp, cũng không nói nhảm, tiếp tục nói, vị kia mặt nạ thiếu niên ngươi cũng lên tới. Bởi vì lần trước bia đá sự việc, hắn thái độ hiển nhiên kém mấy phần. Nhưng là một câu nói dứt lời hạ, căn bản không có người đi lên. Ước chừng 10 giây, vẫn không có động tĩnh. Phía dưới đã huyên náo, phần lớn cũng lấy là vậy mặt nạ thanh niên làm đào binh. Dĩ nhiên đây cũng là nhân chi thường tình. Đối mặt Hồng Đan Tôn loại cấp bậc này tồn tại, chỉ có chạy trốn. Ông già cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vị kia mặt nạ thiếu niên, ngươi cũng lên tới. Nếu như ngươi lại không lên đây, ta liền ban bố lệnh truy sát, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng là vẫn không có người nào xuất hiện. Hồng Đào nhướng mày một cái, hiển nhiên có chút không vui. Mà một bên Đoạn Hoài An sâu tư mấy giây, đối với Hồng Đào nói, Hồng Đào đây là người ta ân oán giữa, cũng không muốn dính dấp những người khác đi, trực tiếp bắt đầu đi. Hắn mấy ngày nay cũng là nghe nói có một cái thần bí mặt nạ thanh niên tùy tiện gia nhập khiêu chiến. Hắn có chút thương tiếc, bởi vì liền hắn cũng không có tư cách dung chuyển Hồng Đào, một người thanh niên lại làm sao có thể. Đối phương còn trẻ, có thật tốt tiền đồ, hắn không hy vọng vì vậy mà chết hiểu, bỏ mặc đối phương là mục đích gì, mình có thể giúp đỡ đi. Đem Hồng Đào hết thảy lửa giận tập trung ở trên người mình tốt lắm. Hồng Đào nhìn một cái Đoạn Hoài An, hừ lạnh một tiếng, Đoạn Hoài An, ngươi cảm thấy ngươi có nói chuyện tư cách sao? Chính ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Sau đó, Hồng Đào nhìn về phía ông cụ kia nói, nếu như thằng nhóc kia không tới nữa, trực tiếp phái người chặt đứt tay chân hắn, mang tới ta trước mặt. Ông già gật đầu một cái, cuối cùng nói một câu, ta nói sau lần thứ ba, vị kia mặt nạ thanh niên mau mau lên đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vẫn không có động tĩnh. Ông già có chút tức giận, trực tiếp hạ lệnh, người đâu, bao vây toàn bộ sát lục chi địa cửa vào, tìm được thằng nhóc kia, trực tiếp chém. Lời còn chưa nói hết. Một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên nhưng là chậm rãi đi lên, đi dạo sân vắng. Xin lỗi, ngày hôm nay đồng hồ báo thức không có vang, ngủ quên, gì đó, bắt đầu sao? Nói chuyện thanh niên đeo lên mặt nạ, chính là Diệp Thần. Hắn tận lực thấp giọng. Dưới sàn tất cả mọi người nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, khóe miệng hơi co quắp. Chuyện trọng yếu như vậy tình, lại còn dám ngủ quên. Điên rồi phải không? Ai cho hắn dũng khí? Liền liền Hồng Đào sắc mặt vậy lúc sáng lúc tối, bởi vì Diệp Thần nói tiếng nói tràn đầy coi rẻ. Lão kia người thấy Diệp Thần, một tia lửa giận cháy, thằng nhóc, khá tốt ngươi kịp thời dám đến, nếu không đến lúc đó ngươi phải đối mặt nhưng mà cao nhất thống khổ. Diệp Thần một bộ dáng vẻ sao cũng được, nhàn nhạt nói, người mẹ hắn nói nhảm như thế hơn. Muốn bắt đầu trực tiếp bắt đầu, ta trễ giờ còn có việc. Nghe được câu này, Hồng Đào cũng là không nhịn được, tức giận nói, thằng nhóc, cuồng ngông cũng phải có cuồng vọng vốn. Ngươi như chạy đi đầu thai,
ta là được toàn ngươi. Diệp Thần ánh mắt có nhiều thú vị bắn về phía Hồng Đào, lại nói, ngươi lại là thứ gì? Chẳng lẽ ngươi chính là cái gì đó hoàng đào, không đúng, hình như là xanh đào, tím đào. Ngươi mặt làm sao tối như vậy, chẳng lẽ là hắc đào? Người phía dưới nghe được Diệp Thần lời lừa dối, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cái tiểu tử thật mẹ hắn dám nói. Hồng Đào cả khuôn mặt đều bị hắn nói tối. Bọn họ thậm chí dự cảm đến thằng nhóc này đợi biết luyện đan thất bại, sẽ chết rất thảm. Dám khiêu khích Hồng Đan Tôn, tự tìm cái chết à. Hồng Đào quả đấm nắm chặt, trong mắt đều là lửa giận. Tiểu súc sinh, ta chỉ nói một lần lão phu kêu Hồng Đào. Ngươi như còn dám nói nhảm một câu, ta định để cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền ngắt lời nói, biết, màu đỏ đào mà. Ngươi, mà giờ khắc này Diệp Thần nhạo báng hoàn Hồng Đào, ánh mắt nhưng là đổi được nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong lại là hiện lên một tia ướt át. Thân thể khẽ run, bởi vì khoảng cách hắn mấy chục mét địa phương có một cái còng lưng thân thể ông già. Đúng là mình sư phụ Đoạn Hoài An. Cái đó đem hắn từ Hồ Đông Tiền Hạ lưu cứu cụ già. Cái đó cho hắn lần thứ hai sinh mạng cụ già. Cái đó truyền thụ hắn thần y chi đạo và tu luyện pháp quyết cụ già. Vậy 5 năm, nếu như không có Đoạn Hoài An, cũng chưa có bây giờ Diệp Thần. Cái cụ già này đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Cái cụ già này không để ý mặt mũi của mình, cầu tới trăm cái võ đạo tông sư thu nhận Diệp Thần. Chỉ là Diệp Thần vậy lòng báo thù. Diệp Thần có thể có trên trăm vị sư phụ, nhưng là trước mắt Đoạn Hoài An nhưng là hắn trọng yếu nhất sư phụ. Ân sư tình, lớn hơn trời. Vô số hình ảnh thoáng qua, Diệp Thần hốc mắt ửng đỏ. Quả đấm nắm chặt. Hắn thậm chí nhớ tới sư phụ năm đó gặp gỡ. Đánh một trận mà thắng, vốn nên nêu cao tên tuổi Côn Lôn Hư, lại bị đáng chết kia đạo tông tông chủ vi phạm quy tắc ra tay. Tên súc sinh kia rất miễn cưỡng đem sư phụ trọng thương. Lại là hủy diệt sư phó đan điền. Suốt đời không được tu bổ. Như vậy hành vi, thảm tuyệt nhân hoàn. Sư phụ, 5 năm này ngươi đem hết toàn lực bảo vệ ta. 5 năm sau, liền do đồ nhi Diệp Thần bảo vệ ngươi. Bất kể là trước mắt Hồng Đào, cũng hoặc là thượng cổ tông môn đạo tông. Ta cũng sẽ đích thân hủy diệt. Đem những súc sinh này kéo xuống thần đàn. Xa xa Đoạn Hoài An tự nhiên cảm giác được Diệp Thần trên mình tràn ra mạnh mẽ tâm trạng. Hắn có chút nghi ngờ. Không phải nghi ngờ Diệp Thần tâm trạng, mà là nghi ngờ cái này mặt nạ thanh niên thậm chí có cảm giác đã từng quen biết. Cảm giác này rất mãnh liệt. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn thậm chí cảm thấy cái này người thanh niên chính là rời đi Côn Lôn Hư gần một năm học trò, Diệp Thần. Bất quá, hắn rất nhanh lắc đầu một cái, tự giễu nói. Diệp Thần thằng nhóc kia làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đâu, xem ra mấy ngày nay luyện đan có chút nhiễu loạn tâm thần. Mà một bên Hồng Đào đem tức giận trong lòng áp chế, bước chân đạp một cái. Mặt đất chấn động, ba tôn đan đỉnh bỗng nhiên mà thành. Đan đạo cực kỳ phức tạp, không phải dựa hết vào luyện đan là có thể thành tựu cao nhất đan đạo. Cho nên lần này, tổng cộng so sánh ba ván, đây cũng tính là ta đối với các ngươi lớn nhất nhân từ. Nếu không quá mức nghiền ép thì trở nên được không thú vị, ván đầu tiên khảo nghiệm là ngọn lửa điều khiển lực. Cái này ba tôn đan đỉnh bên trong đều có một viên rưỡi thành chi đan, mạng ta người dùng thuật pháp niêm phong, một khi mở, nếu như ngọn lửa không thể bả khống tốt, đan đỉnh sẽ gặp vỡ vụn. Ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này 5% chi đan hóa vì trở thành đan, chính là thắng được. Ta đã coi là hết tình hết nghĩa, liền xem các ngươi có cơ hội hay không nắm trong tay. Bây giờ các ngươi tùy tiện lựa chọn một cái đi, miễn phải nói ta tái máy tay chân. Dứt lời, Đoạn Hoài An lựa chọn trong đó một tòa đan đỉnh. Hồng Đào nhìn về phía Diệp Thần, thằng nhóc, đến ngươi. Diệp Thần tùy ý nói, tím đào, ngươi trước chọn đi, ta nhường một chút ngươi. Ngươi! Hồng Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn Đoạn Hoài An bên cạnh một tòa. Mà Diệp Thần chính là yên lặng đi tới còn dư lại tòa kia đan đỉnh bên trong. Trận pháp phong ấn đan đỉnh, một khi mở ra, liền tiếp tục luyện đan lúc. Thủ đoạn ngược lại không tệ. Hồng Đào gặp tất cả mọi người đều vào vị trí, bước chân lần nữa đạp một cái. Đan đỉnh, mở. Ba đạo trận pháp đồng loạt vỡ vụn.
mùi thuốc nồng nặc tràn ra. Đồng thời, đan đỉnh chấn động lên. Đoạn Hoài An biết đây là cơ hội của hắn, không do dự nữa, ngón tay bóp quyết, thuật pháp tạo thành. Một đạo hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ. Ngọn lửa cố nhiên không lớn, nhưng là nhưng tinh tế điều khiển đan đỉnh. Bất kể như thế nào, ván này nhất định phải bắt lại. Hồng Đào nhìn Đoạn Hoài An ngọn lửa, hừ lạnh một tiếng, loại rác dưới này ngọn lửa còn mưu toan thắng được ta. Không biết tự lượng sức mình. Một giây kế tiếp, hắn năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngay tức thì xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh vừa ra, trước mặt hắn đan đỉnh lại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngọn lửa bọc, lại có chút hóa hình. Hình dáng phảng phất là một đầu hạc mũ đỏ. Đây là đan đỉnh lửa, nghe nói chỉ có đan đạo thiên tuyển chi người mới có thể có. Không hổ là hồng đan tôn à. Ván này, xem ra thật nghiền ép, mặc dù đơn giản, nhưng là đan đỉnh lửa vừa ra, kết cục rất rõ ràng. Đám người khen ngợi, Hồng Đào rất là hưởng thụ. Đại khái chỉ có 5 phút, 5% đan dược là có thể hoàn toàn hình thành. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, Đoạn Hoài An ngọn lửa hắn là thấy được, nhưng là thằng nhóc kia ngọn lửa gì thật giống như không có động tĩnh. Hắn một bên điều khiển ngọn lửa và đan đỉnh, vừa hướng trước Diệp Thần phương hướng nhìn. Cái này không xem không sao cả, vừa thấy, hắn thiếu chút nữa khạc ra một hớp lão máu. Thằng nhóc kia làm bây giờ chuyện xác thực và ngọn lửa có liên quan. Nhưng là CMN căn bản không phải luyện đan à. Mà là chỉ nhọn sinh ra một đạo hỏa diễm, sau đó lại có thể ở đốt điếu thuốc. Thậm chí tựa vào đan đỉnh trên hút thuốc. Trời à! Đám người cũng là chú ý tới Diệp Thần, từng cái diễn cảm cơ hồ hóa đá. Đây cũng quá coi thường liền đi. Đoạn Hoài An chuyên tâm luyện đan, không để ý tới xem người khác, cho dù bên tai huyên náo, hắn vẫn đắm chìm trong trước mặt đan đỉnh bên trong. Nhưng là Hồng Đào không nhịn được à. Hắn thậm chí phát hiện cái này cái thanh niên thì không phải là tới luyện đan, mà là gây chuyện. Thằng nhóc, người tốt nhất làm rõ ràng đây là trường hợp nào, một khi ngươi thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta khuyên ngươi nghiêm túc một chút. Diệp Thần run lên cho khói, nhìn lướt qua Hồng Đào, Hắc Đào đúng không, ta người này, gần đây tôn kính cụ già, để cho ngươi một điếu thuốc thời gian. Hồng Đào tức giận cả người phát run, thiếu chút nữa đan đỉnh vì vậy vỡ vụn. Hắn một cái thánh cấp đan sư, lại còn muốn một mình ngươi thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ để cho, đùa gì thế. Hắn ngay tức thì kịp phản ứng, nói không chừng thằng nhóc này chính là Đoạn Hoài An xếp hàng. Vì nhiễu loạn hắn tâm thần, để cho hắn thất bại. Hắn không có ở đây suy nghĩ nhiều, nghiêm túc luyện đan. Nhanh chóng để cho đan thành. Mặc dù không quan tâm Diệp Thần, nhưng vẫn là luôn luôn liếc mấy cái, lưu ý mấy phần. Không lâu lắm, Diệp Thần một điếu thuốc cuối cùng kết thúc. Hắn có thể cảm nhận được sư phó đan đỉnh còn muốn mấy phút thì phải thành, mà Hồng Đào hiển nhiên nhanh hơn. Chỉ còn lại một phút. Người sau khóe miệng đã lộ ra nắm trong tay hết thảy nụ cười. Hồng Đào lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cười lạnh nói, thằng nhóc, như thế nào? Còn tiếp tục luyện đan sao? Diệp Thần không nói gì, nhắm mắt lại. Mấy giây sau đó, trong mắt mở ra, sắc bén lóe lên. Đồng thời, năm ngón tay dương ra, ấn đường một đạo hỏa diễm bắn ra. Bất diệt lửa, đi ra. Oanh, một tiếng. Một đạo sáng chói ngọn lửa trực tiếp cháy. Ngay tức thì hóa là một phiến biển lửa, cắn nuốt toàn bộ đan đỉnh. Bất diệt lửa xuất hiện, để cho cả thế giới nhiệt độ tựa như cũng tăng lên mấy phần. Càng là quỷ dị chuyện xuất hiện. Hồng Đào tay kia trong ngưng tụ đan đỉnh lửa giống như đụng phải cái gì kinh khủng đồ, trực tiếp rời đi đan đỉnh. Hướng bốn phương tám hướng tản ra. Phảng phất là đang trốn vọt. Bành! Hồng Đào căn bản không nghĩ tới sự việc sẽ như thế phát triển, nguyên bản trôi lơ lửng đan đỉnh không có lửa diễm điều khiển, trực tiếp rơi xuống. Bót! Thanh thúy tiếng, vang khắp ở toàn bộ trên quảng trường. Giờ khắc này, vô số đạo tầm mắt tập trung ở trên quảng trường vậy đống mảnh vỡ. Đan đỉnh vốn là thuộc về rối loạn trạng thái, một khi mất đi ngọn lửa, nội bộ kinh khí và lực lượng vần quanh, dù là tiếp lấy, tất nhiên vỡ vụn. Nhưng là cái này tan vỡ nhưng mà hồng đan tôn đan đỉnh à. Cái đó đủ để nghiền ép mọi người hồng đan tôn à.
Sát lục chi địa đan đạo vương giả. Người đàn ông này định trước ở đan đạo lên có quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng mà hôm nay nhưng là thất bại. Thậm chí để cho người cảm giác Hồng Đan Tôn có chút chật vật. Dưới sàn yên tĩnh đến mức tận cùng. Tại chỗ phần lớn người ngay cả hô hấp đều trở thành sa cầu. Bọn họ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồng Đào, nhưng phát hiện người sau tựa như pho tượng một hơi một tí. Sắc mặt tái xanh, dần dần biến thành màu đen. Thân thể thậm chí bắt đầu run rẩy. Hắn quả đấm cầm thật chặt, cánh tay gân xanh không ngừng bạo khởi. Con người bên trong kiêu ngạo biến mất, chỉ còn lại dữ tợn. Một cổ vô hình tức giận tựa như đang điên cuồng cháy. Thất bại. Hắn Hồng Đào lại thất bại. Đơn giản như vậy đồ, hắn lại có thể thất bại. Hắn trừng mắt bắn về phía Diệp Thần phương hướng. Hắn biết hết thảy đầu sỏ đều là cái này mặt nạ thanh niên. Nếu như không phải là thanh niên kia ngọn lửa, hắn đan đỉnh lửa tuyệt đối không thể nào đang khống chế hạ rời đi. Làm hắn thấy Diệp Thần đan đỉnh còn quấn ngọn lửa, con người hơi co giúp một cái. Ngọn lửa này lại mang một tia thần thông lực, thật là và luyện đan hoàn mỹ phù hợp. Làm sao có thể, thế gian lại có như vậy ngọn lửa. Mấu chốt ngọn lửa này lại bị một cái chính là siêu phàm cảnh tiểu tử nắm trong tay. Thời khắc này Hồng Đào, gương mặt dữ tợn đột nhiên đổi thành là cuồng nhiệt. Nếu như hắn đạt được ngọn lửa này, đan đạo tuyệt đối có thể bước vào thánh vương cảnh. Thậm chí cao hơn. Thậm chí có tư cách khiêu chiến đan minh. Hắn nhất định phải đạt được ngọn lửa này, không tiếc bất cứ giá nào. Đoạn Hoài An tự nhiên chú ý tới Hồng Đào thất bại, con người tràn đầy vui mừng. Lại nhìn về phía vậy điều khiển ngọn lửa Diệp Thần, hắn trong lòng cảm kích vạn phần. Hắn vốn là không trông cậy vào xuất hiện kỳ tích, nhưng là cái này mặt nạ thanh niên xuất hiện, nhưng là mang đến cho hắn kỳ tích. Bất kể như thế nào, ván này, Hồng Đào đã thua. Thua vô cùng khó chịu. Y thần môn còn có cứu. Đinh! Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Đoạn Hoài An hoảng hốt mấy giây, sau đó chợt hướng mặt nạ thanh niên phương nhắm bắn tới. Đan thành! Lại có thể đan thành! Đoạn Hoài An mặc dù không có quá hơn chú ý cái đó mặt nạ thanh niên, nhưng cũng là biết thằng nhóc kia là trễ nhất bắt đầu luyện đan. Ước chừng một điếu thuốc sau đó à? Vậy 5% chi đan tên này trong tay chỉ bất quá trải qua mấy chục giây, lại có thể liền đan thành. Lúc nào luyện đan đổi được như vậy thần tốc? Sát lục chi địa nào có loại này yêu nghiệt? Chẳng lẽ là Côn Lôn hư đan minh đi ra ngoài thiên tài? Vô số nghi ngờ ở Đoạn Hoài An trong lòng lượn lờ. Nguyên bản hắn cho rằng thanh niên này giống như Diệp Thần suy đoán vậy hoàn toàn bỏ đi. Diệp Thần thằng nhóc kia mặc dù đang luyện đan trên có chút thiên phú, nhưng là cùng cái này mặt nạ thanh niên tựa như cái hào rộng. Một cái thiên một cái địa. Chênh lệch quá xa. Mà Hồng Đào gặp đan thành, diễn cảm nhưng là vô cùng khó chịu. Dù là hắn đan đỉnh không hủy, cũng không khả năng nhanh như vậy thành đan. Thằng nhóc này hút thuốc không phải cái gọi là buông tha, mà là khinh thường. Sâu đậm khinh thường. Thằng nhóc này chính là đang làm nhục hắn. Mà giờ khắc này Diệp Thần đem ngọn lửa từ từ thu hồi. Hết thảy biến mất. Hắn trong lòng cười nhạt liền liền, và hắn so ngọn lửa điều khiển. Hắn cái này hai ngày đồng thời luyện chế 40 cửu tôn đan đỉnh, đồng thời điều khiển 49 đạo hỏa diễm, trước mắt tỉ thí đối với hắn mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng. Còn muốn thắng, Hồng Đào lấy cái gì thắng? Diệp Thần ngẩng đầu lên, có nhiều thú vị nhìn Hồng Đào, nhàn nhạt nói, xanh lá đào, như thế nào, người chịu thua sao? Nếu như không phục, có thể thử lại lần nữa. Thằng nhóc thúi, ta lặp lại lần nữa, ta kêu Hồng Đào, lũ lụt đào đào Hồng Đào. Hồng Đào hoàn toàn nổi giận. Bị người không ngừng nghỉ đổi tên, ai có thể nhẫn nại? Nếu như không phải là dưới đài nhiều người nhìn như vậy, hắn đã sớm ra tay. Dĩ nhiên, hắn nếu như muốn giết thằng nhóc này, có 10.000 chủng phương pháp. Hắn muốn quang minh chánh đại để cho thằng nhóc này thua, lại là quang minh chánh đại tước đoạt đối phương thần kỳ ngọn lửa. Dưới mắt chỉ bất quá thua một ván mà thôi. Tiếp theo hai ván, hắn sẽ không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thằng nhóc này dù là có nghịch thiên hỏa diễm cũng không được. Ngọn lửa chỉ có thể phụ trợ luyện đan, nhưng là luyện đan chân chính yêu cầu chính là kinh nghiệm,
mấy chục năm mấy trăm năm kinh nghiệm. Cùng với cao nhất đan phương. Hắn tỉnh táo lại, nhìn một cái cách đó không xa Đoạn Hoài An, đối phương đan dược cũng đã thành công. Ván này, không thể nghi ngờ là hắn đội sổ. Hồng Đào nhìn lướt qua Diệp Thần, ta Hồng Đào làm người quang minh lỗi lạc, ván này coi là ngươi thắng được, bất quá ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ván này là ta cố ý để cho ngươi, nếu như không phải là ta khinh thường, ngươi cảm thấy ngươi có thắng được có thể. Tiếp theo hai ván cũng không phải là chỉ dựa vào ngọn lửa liền có thể thắng. Diệp Thần, ha ha. Hồng Đào cũng không nói nhảm, vung tay lên, ba cái đan đỉnh toàn bộ biến mất. Đồng thời, lại là ba tôn mới tinh không hình đỉnh thành. Không chỉ như vậy, chung quanh trăm loại thuốc san sát. Ván thứ hai, chính là đấu đan, ván này chỉ có một hạn chế, một giờ làm hạn định, luyện chế một quả ngưng nguyên sáu hồn đan. Phẩm cấp người cao nhất, thắng. Đoạn Hoài An, người có thể có ý kiến. Đoạn Hoài An lắc đầu một cái, không có. Hồng Đào vừa nhìn về phía Diệp Thần, thằng nhóc, người có dám tiếp tục. Hắn vốn cho là Diệp Thần cũng sẽ không có ý kiến, lại không nghĩ rằng Diệp Thần trực tiếp bước ra một bước, ta đương nhiên là có ý kiến, đan dược phẩm cấp nếu như nhau làm thế nào. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi tùy tiện nói một chút, này đất là ngươi địa bàn, vạn nhất ngươi làm hư làm giả làm thế nào. Hồng Đào sờ một cái râu, cười lạnh một tiếng, ta đã sớm biết có người sẽ nói lên dị nghị, ta Hồng Đào quang minh lỗi lạc, tự nhiên không thể nào ở loại chuyện như vậy làm tay chân. Mời phong tiền bối lên đài. Hồng Đào lời nói vừa dứt hạ, một người mặc tím vàng trường bào ông già liền chậm rãi lên đài. Trên người lão già có từng đạo vận hơi thở. Mờ ảo như trời. Mấu chốt hắn giữa eo còn có một quả ngọc bội. Ngọc bội chi trên có khắc mấy cái chói mắt chữ. Côn Lôn hư đan hư tháp. Đám người ngay tức thì nổ sôi. Đan hư tháp, vị này lại đến từ Côn Lôn hư đan hư tháp. Đây chính là mỗi một cái luyện đan người hướng tới địa phương à. Côn Lôn hư cố nhiên có đan minh, nhưng là mỗi một đảm nhiệm minh chủ cũng đều là đan hư tháp tồn tại à. Từ nơi này đi ra liền đại biểu uy tín và thân phận à. Dù là đi một ít đại tông làm trưởng lão vậy dư sức có thừa à. Cũng chỉ có Hồng Đan Tôn mới có thể mời tới loại cấp bậc này cao cấp cường giả à. Xem ra Hồng Đan Tôn thủ đoạn thông thiên à, lần này tới đáng giá. Đám người bàn luận sôi nổi, trong mắt bên trong lại là tôn kính. Có thể gặp phong trưởng lão kia thân phận trọng yếu bực nào. Hồng Đào ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, cười lạnh nói, có đan hư tháp xuống phong tiền bối, một mình hắn đủ làm trọng tài đi. Diệp Thần nhìn một cái đó trong mắt tựa như nhắm phong tiền bối, con người có chút nghi ngờ. Đan hư tháp lại là địa phương nào? Một bên Đoạn Hoài An từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hồng Đào lại có thể bên người còn biết có thứ đại nhân vật này. Điện thoại di động bưng. Thứ đại nhân vật này thân phận đặc thù, vậy sẽ không làm hư làm giả, không lại chính là đập Côn Lôn hư đan hư tháp bảng hiệu. Hắn gặp Diệp Thần nghi ngờ, liền giải thích người tuổi trẻ, đan hư tháp là Côn Lôn hư đan đạo thánh địa, đan hư tháp cộng 10 tầng, hàng năm, đan hư tháp biết chủ động mời 50 vị cao cấp đan đạo thiên tài bước lên đan hư tháp. Mỗi hướng lên một tầng chính là đại biểu cao nhất vinh dự. Bây giờ Côn Lôn hư đan minh phần lớn nồng cốt trưởng lão và minh chủ đều cùng đan hư tháp có cực lớn liên quan. Còn nữa, vậy phong tiền bối ngọc bội bên hông, biểu hiện người này đã từng bước lên đan hư tháp thứ 3 tầng, cái này đủ để chứng minh người này ở đan đạo thiên phú và thực lực. Loại người này thành tựu trọng tài, dư sức có thừa. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu sư, Đoàn tiền bối. Vậy nếu như bước vào tầng thứ 10 sẽ như thế nào? Nghe được vấn đề này, Đoạn Hoài An ngẩn ra, sắc mặt cổ quái, mà Hồng Đào nhưng là lớn tiếng cười lên. Thằng nhóc, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, từ xưa đến nay, trừ mấy cái thượng cổ đại năng trở ra, không người nào có thể bước vào tầng 9 trở lên. Duy nhất một có ghi lại, chính là Thanh Huyền Đỉnh Lâm Thanh Huyền đã từng bước vào tầng thứ 9. Chỉ bất quá Lâm Thanh Huyền đã sớm chết. Hắn những phế vật kia hậu nhân cùng với phế vật y thần môn, lại là không chịu nổi một đề ra. Lời nói bây giờ, Hồng Đào không quên giễu cợt một chút Đoạn Hoài An. Đoạn Hoài An hừ lạnh một tiếng Hồng Đào, ngươi làm nhục ta có thể, nhưng là ngươi không thể làm nhục ta y thần môn. Hồng Đào mới vừa muốn nói cái gì,
cái đó một mực không nói gì Phong tiền bối lại lên tiếng thả nói nhiều lời giống, không bằng bắt đầu luyện đan. Ta thời gian quý báu, không muốn lãng phí ở các ngươi những người này cải vả trên. Thanh âm già nua vang lên, có nhàn nhạt kiêu ngạo và khinh thường. Hắn từ đan hư tháp xuống, ở đan đạo lên tự nhiên có đầy đủ quyền phát biểu. Những người trước mắt này đấu đan, ở hắn trong mắt và đứa nhỏ của mỗi nhà không việc gì khác biệt. Hồng Đào hiển nhiên cũng là sợ hãi cái này Phong tiền bối, gật đầu liên tục ưm, Phong tiền bối. Đúng rồi, nếu Phong tiền bối hạ xuống nơi này, ngưng nguyên sáu hồn đan đan phương liền do Phong tiền bối tới điểm đi, phỏng đoán Phong tiền bối đối với ngưng nguyên sáu hồn đan lĩnh ngộ xa xa cao hơn mọi người. Phong tiền bối gật đầu một cái, ngón tay bóp quyết, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên tạo thành. Đi! Tay hắn cánh tay hơi chấn động một chút, ngọn lửa ngay tức thì trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một nhóm hàng chữ viết ngay tức thì hiện lên. Chính là ngưng nguyên sáu hồn đan đan phương. Ngưng nguyên sáu hồn đan, đan dược cấp 6. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn hư, vậy coi là lên thuốc cao cấp. Bởi vì luyện chế thủ đoạn cực kỳ phức tạp, thành phẩm trước tiên thấp, ngưng tụ sáu hồn mới khá thành đan. Rất ít sẽ có đan sư đi thử nghiệm. Đoạn Hoài An thấy phía trên đan phương, hơi biến sắc mặt, vội vàng chắp tay nói Phong tiền bối, vì sao ta cảm giác toa thuốc này và ta hiểu ngưng nguyên sáu hồn đan có chút ra vào. Hồng Đào mặt mũi lạnh lẽo to gan, ngươi chẳng lẽ còn dám nghi ngờ Phong tiền bối. Đoạn Hoài An lắc đầu một cái, ta không có nghi ngờ, ta y thần môn đan phổ cũng là đối với ngưng nguyên sáu hồn đan có ghi lại, ta cảm giác có rất lớn ra vào, thậm chí có chút phức tạp. Phong tiền bối gật đầu một cái, ngươi nói không sai, bất quá đó là truyền thống ngưng nguyên sáu hồn đan, trước mấy ngày ta đối với đan phương sửa lại một ít, ngưng tụ sáu hồn như cũ có thể thành đan. Nhưng là ta sửa đổi sau đó, có thể hơn ngưng tụ ba hồn, vậy coi là ta đối với các ngươi khảo nghiệm. Nếu như các ngươi bên trong ai có thể ngưng tụ sáu hồn trên, cá nhân ta nguyện ý cho các ngươi một đạo cơ duyên. Nghe được câu này, dưới sàn mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đan hư tháp cơ duyên, đây có thể vượt xa hết thảy à? Rất hiển nhiên, cái này Phong tiền bối tăng thêm một ít tiền thưởng. Đoạn Hoài An hơi ngẩn ra. Mặc dù nghi ngờ, vẫn là gật đầu nói đã như vậy, Đoạn Hoài An ngay tại này cảm ơn tiền bối. Hồng Đào cũng là khom người, cung kính nói vẫn là Phong tiền bối nghĩ thấu triệt. Duy chỉ có Diệp Thần, không có bất kỳ biểu hiện. Tựa như Phong tiền bối ở hắn trong mắt không tính là cái gì vậy. Hồng Đào thấy vậy, lạnh lùng nói thằng nhóc, ngươi vì sao không cảm ơn qua Phong tiền bối. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tại sao phải cảm ơn. Toa thuốc này thay đổi, ngược lại để cho ngưng nguyên sáu hồn đan mất đi vốn là tác dụng, cái này sửa đổi lại có ý nghĩa gì? Ngược lại đem tiên nhân đồ vứt bỏ, thật là buồn cười. Lời nói vừa ra, hoàn toàn yên tĩnh. Diễn cảm tựa như định cách. Ai cũng không nghĩ ra vẫn còn có người dám đứng ra nghi ngờ đan hư tháp xuống cường giả. Đây chính là có đan hư tháp nhận chứng tồn tại à? Tất cả mọi người tại chỗ coi như là phục mặt nạ thanh niên. Người oán hận Hồng Đào, còn có thể hiểu. Người oán hận Phong tiền bối, không phải tương đương với muốn chết sao. Hồng Đào một bước bước ra, ý định giết người bùng nổ người đâu, bắt lại cái này không biết sống chết tiểu tử. Ngay tức thì vô số cường giả hướng Diệp Thần vào tới. Sát ý hoàn toàn phóng thích. Vốn là Hồng Đào còn không biết như thế nào bắt lại Diệp Thần ngọn lửa. Bây giờ nhìn lại. Mượn Phong tiền bối chính là nhất cơ hội tốt. Diệp Thần con ngươi híp lại, không có chút nào sợ hãi. Nếu như Hồng Đào trước thời hạn ra tay, hắn không ngại để cho đám kia hung thú công hạ sát lục chi địa. Vừa vặn mượn đại loạn lúc đem sư phụ cứu đi. Sẽ ở đó chút chỗ tối cường giả muốn bao vây Diệp Thần lúc đó, Phong tiền bối nhưng là đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên thằng nhóc này nói không sai, Hồng Đào, không cần phải như vậy. Ngưng nguyên sáu hồn đan mặc dù bị ta sửa đổi, không phải là cân nhắc đến truyền thống phương thức luyện chế không cách nào khảo nghiệm đan sư trình độ. Đang so thử trước mặt, đan dược bản thân giá trị liền lộ vẻ được như vậy không trọng yếu. Bất quá vậy coi là ta tài sơ học thiền, chân chính cao cấp đan sư sợ rằng sửa đổi ngưng nguyên sáu hồn đan, cũng sẽ khiến cho được hắn đan hiệu quả mạnh hơn mới đúng. Nói xong Phong tiền bối lại là sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần.
có thể một mắt liền phát giác toa thuốc vấn đề. Tuyệt không bình thường. Để cho hắn bất ngờ là, hết thảy các thứ này lại là từ một người thanh niên trong miệng nói ra. Thằng nhóc này phỏng đoán liền 30 tuổi cũng chưa tới đi, vì sao đối với đan dược cũng như này thấu triệt lĩnh ngộ. Nghe được Phong tiền bối đứng ra thừa nhận sai lầm, Hồng Đào thậm chí còn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lại vẫn thật bị vậy mặt nạ tiểu tử đã đoán đúng. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Vậy ngọn lửa kinh khủng, hơn nữa lời nói mới rồi, không khỏi để cho Diệp Thần trên mình trùm lên một tầng cái khăn che mặt thần bí. Vô số người bắt đầu suy đoán Diệp Thần thân phận. Thậm chí muốn biết dưới mặt nạ kết quả là một bản như thế nào gương mặt. Vì sao không dám lấy bộ mặt thật thị chúng? Hồng Đào tỉnh hồn lại, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, những cái kia bao vây Diệp Thần cường giả rối rít tản ra, lại là trở lại chỗ cũ. Sau đó, Hồng Đào liền nói đây là so tài, đan dược dược liệu không trọng yếu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, trực tiếp bắt đầu đi. Một tiếng sau đó, hết thảy thấy rõ. Phong tiền bối cũng là nhìn về phía Diệp Thần đạo tiểu huynh đệ, ngươi nếu như còn có ý kiến khác, cứ dựa theo toa thuốc khốc luyện chế cũng có thể. Diệp Thần lắc đầu một cái, nếu đề mục cũng ra tốt lắm, vậy không có thay đổi cần thiết, ta không có ý kiến. Phong tiền bối gặp Diệp Thần chắc chắn, ngón tay bóp quyết, một cái to lớn đồng hồ cát chảy đột nhiên xuất hiện. Đồng hồ cát chảy lộn, thời gian ngay tức thì bắt đầu lưu đi. Ván thứ hai, đấu đan, bắt đầu. Lời nói rơi xuống, một phiến tiếng hoan hô vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt hướng Hồng Đào đi. Dẫu sao mới vừa rồi 5% chi đan không cách nào làm chứng Hồng Đan tôn thực lực chân chính. Mà dưới mắt đấu đan, không thể nghi ngờ là đặc sắc nhất tồn tại à. Bọn họ thậm chí ngừng thở, rất sợ bỏ qua bất kỳ khâu. Đoạn Hoài An con ngươi hơi chăm chú, không do dự nữa, bước ra một giọt máu tươi. Ngưng nguyên sáu hồn đan cực kỳ phức tạp, hắn chỉ có thể lấy máu tươi làm chất dẫn, đem hết toàn lực. Ván này vô cùng mấu chốt. Hắn phải thắng được. Vì y thần môn hết thảy. Làm đan đỉnh truyền tới dị động, hắn vội vàng năm ngón tay nắm chặt, đem dược liệu từng cái ái mộ đan đỉnh bên trong. Đồng thời lại bước ra một giọt máu tươi, vỗ vào đan đỉnh trên. Ngay tức thì, đan đỉnh nhiệt độ bị khống chế. Nhưng mà Đoạn Hoài An sắc mặt nhưng càng tái nhợt. Hồng Đào thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, như thế liều mạng, đáng tiếc ngươi vẫn là phải thành là ta đan dẫn. Một giây kế tiếp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận chân khí phóng thích, điều khiển đan đỉnh. Lần này, hắn không có đem đan đỉnh trôi lơ lửng, mà là thật nghiêm túc luyện đan. Nếu như thất bại nữa, vậy hắn ở chỗ này thiết lập danh tiếng liền hủy trong chốc lát. Bất quá, ván thứ hai, hắn có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì mấy ngày trước, hắn liền từ Phong tiền bối nơi đó biết ngưng nguyên sáu hồn đan toa thuốc mới. Hắn thử rất nhiều lần, bây giờ có thể ngưng tụ ra 7 hồn. Đủ để nghiền ép cái này 2 cái không biết sống chết người. Ngọn lửa ngưng tụ ở đan đỉnh trên, dược liệu không ngừng tụ vào trong đó. Nồng nặc mùi thuốc nhất thời ở toàn bộ trên quảng trường tràn ra. Giờ khắc này, hắn hưởng thụ trình độ cao nhất. Thừa dịp điều khiển đang lúc, hắn vẫn là theo bản năng hướng Diệp Thần phương hướng nhìn một cái. Đoạn Hoài An cùng mình chênh lệch quá mức to lớn, đủ để nghiền ép. Hắn lo lắng duy nhất chính là cái đó không biết từ nơi nào đi ra ngoài mặt nạ thanh niên. Dẫu sao mới vừa rồi thanh niên này ngọn lửa quá mức kinh thế hãi tục. Cái này không xem còn không sao cả, vừa thấy, hắn diễn cảm lại lần đọng lại. Thằng nhóc kia lại có thể còn chưa bắt đầu luyện đan. Ngược lại ánh mắt đang có nhiều thú vị nhìn chằm chằm hắn. Ngươi như thế thích xem ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hồng Đào hừ lạnh một tiếng, lại nữa và Diệp Thần tranh chấp. Thằng nhóc này miệng mồm lanh lợi, đã ảnh hưởng hắn một lần, hắn quả quyết sẽ không bị ảnh hưởng lần thứ hai. Mà Diệp Thần nhưng lại là yên lặng rút ra một điếu thuốc, ở trước mặt đan đỉnh gật một cái, sau đó búng ngón tay một cái, chính xác không có lẩm ngẩm lên miệng. Vẫn quy củ cũ, để cho ngươi một điếu thuốc thời gian. Hồng Đào thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu. Hắn cưỡng ép chế trụ nội tâm tức giận, chuyên tâm luyện đan. Mắt không gặp là sạch sẽ. Thằng nhóc này liền mẹ hắn là gây chuyện.
Cái đó Phong tiền bối có nhiều thú vị nhìn về phía Diệp thần, con người híp lại. Chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm nhận được Diệp thần trên người có một cổ cường đại khí chất. Đây là một loại đối với tự thân đan đạo tự tin. Hắn con người càng nghi ngờ, lẩm bẩm nói, thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch, đan đạo và võ đạo không giống nhau, thiên phú không trọng yếu, trọng yếu kinh nghiệm, nhưng mà thằng nhóc này bằng chừng ấy tuổi, có thể ở đan đạo lên có cái gì kinh nghiệm. Vô số ánh mắt vậy rơi vào Diệp thần trên mình. Tất cả mọi người đều tò mò. Rốt cuộc, một điếu thuốc kết thúc. Diệp thần vươn người một cái, rốt cuộc bắt đầu vận dụng đan đỉnh. Hồng đào dư quang tự nhiên chú ý tới Diệp thần động tác, cười nhạt mấy tiếng, ta ngược lại là phải xem, ngươi làm sao luyện đan. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Diệp thần ngưng tụ ngọn lửa. Chỉ bất quá ngọn lửa rất là yếu ớt. Căn bản không phải luyện đan sức lửa. Đồng thời, Diệp thần lại là đem một ít dược liệu một cổ não nhi ném vào. Lại là lấy ra một thanh trường kiếm ở bên trong khuấy. Trời à! Cái này không phải luyện đan à! Làm sao cảm giác ở nấu tả bí lù? Mấu chốt những dược liệu kia căn bản không phải ngưng nguyên sáu hồn đan phải dùng dược liệu à? Hồng Đào thấy vậy, đã hoàn toàn chắc chắn thằng nhóc này căn bản không hiểu luyện đan. Một cái tay điều khiển trước mặt đan đỉnh, một cái tay khác chỉ Diệp thần nói, thằng nhóc, người đây chẳng lẽ là trước thời hạn bỏ quyền. Ta vốn đang lấy là ngươi là đáng kính đối thủ, bây giờ nhìn lại ngươi liền cái gì là luyện đan cũng không biết. Ha ha, ngươi cũng không xem ngươi luyện chế đồ chơi gì, rõ ràng không cách nào ngưng đan. Ngươi không biết còn lấy là ngươi đang làm canh. Ha ha, sau đó Hồng Đào nói dứt lời hạ. Dưới đáy người vây xem cũng là cười lớn. Thành tựu người tu luyện, lại là ở sát lục chi địa sinh tồn lâu như vậy, bọn họ tự nhiên hiểu một ít luyện đan. Mà trước mắt Diệp thần hành vi và luyện đan không có một chút liên lạc. Loại người này có cái gì tư cách và hồng đan tôn đấu đan? Thậm chí là vũ nhục đan sư hai chữ. Đi xuống, đi xuống. Chẳng biết tại sao, đám người lại là giận giống lên. Thời khắc này Diệp thần, chính là thiên phu sở chỉ. Đoạn Hoài An tự nhiên chú ý tới động tĩnh, nhìn một cái Diệp thần cùng với hắn làm nơi là, thở dài một hơi. Cái này hoặc giả mới là tiểu tử này thực lực chân chính. Bằng chừng ấy tuổi, ai có thể lắng xuống luyện đan. Người này cuối cùng là quá trẻ tuổi. Đáng tiếc, cái tuổi này thì phải hóa là hồng đào đan dẫn. Cố nhiên trong lòng có thương tiếc ý. Đoạn Hoài An cũng không có dừng lại luyện đan, lần nữa bước ra một giọt máu tươi. Hắn đã đem mình tu vi đánh cuộc. Liều chết đánh một trận. Mà giờ khắc này Hồng Đào hăm hở, hắn thắng chắc. Hắn nhìn về phía Phong tiền bối, vội vàng nói, Phong tiền bối, thằng nhóc này cũng không có luyện đan, cho dù là luyện đan nhưng cũng là thất bại, có phải hay không phải xử định người này thua. Phong tiền bối nhìn Diệp thần buồn cười cử động cũng là lắc đầu một cái. Một bước ra, mở miệng nói, mặc dù ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng là ngươi đã vi phạm bản cục chủ đề, ngươi thua, dừng tay đi. Diệp thần không chút nào dừng tay chuẩn bị, ngược lại thong thả từ luân hồi mộ địa lấy ra một cái đổ gốm chén. Năm ngón tay nắm chặt, trong đan đỉnh một đoàn chất lỏng trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó vững vàng rơi vào đổ gốm chén bên trong. Diệp thần uống một hớp, rất là hưởng thụ. Sau đó ánh mắt đột nhiên bắn về phía Phong tiền bối và Hồng Đào, nhàn nhạt nói, không phải mới vừa nói này cục không có khác hạn chế sao? Đúng vậy, Phong tiền bối gật đầu một cái, nhưng mà ngươi trong chén vật căn bản không phải đan dược. Hồng Đào lại là cười to nói, tiểu tử ngươi không biết cho rằng trong chén chính là ngưng nguyên sáu hồn đan. Buồn cười, chúng ta cũng không phải người ngu. Diệp thần liếc một cái Hồng Đào. Sau đó nói, ta cũng chưa nói ta luyện chế là ngưng nguyên sáu hồn đan à. Ta chỉ bất quá đang luyện chế trước, cho mình nấu một chút đồ bổ này, cái này cũng không được. Huống chi một tiếng còn chưa tới, các ngươi cứ như vậy không dằn nổi. Lời này vừa nói ra, Hồng Đào và Phong tiền bối ngẩn ra. Bọn họ thậm chí căn bản không biết nói gì. Từ Diệp thần trong chén tản ra mùi vị tới xem, thật đúng là linh dược đồ bổ. Nhưng là, thằng nhóc này mẹ hắn được không luyện đan, ngược lại trước luyện chế đồ bổ. Não tàn. Không chờ mọi người phản ứng,
Diệp Thần đem trong chén đổ uống một hơi cạn sạch. Bót! Cái chén trong tay lại là ném ở trên mặt đất. Hắn nhìn lướt qua đồng hồ cát chảy, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười tự tin, vừa vặn còn có 10 phút, bắt đầu luyện đan. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần một chưởng vỗ ở trước mặt đan đỉnh trên. Năm ngón tay bấu vào, chợt nâng lên. Lên! Đan đỉnh rời đi mặt đất, lại là trên không trung đảo lộn 5-6 vòng. Thấy một màn này, tất cả mọi người vượt ngẩn ra. Thằng nhóc kia rốt cuộc đang làm cái gì? Thật tốt luyện đan làm sao chỉnh ra như thế nhiều chuyện. Đây là đang chơi ca hát tạp kỹ. Diệp Thần không chút nào để ý tới mọi người ánh mắt nghi hoặc, làm đan đỉnh muốn rơi xuống đất nháy mắt, ngón tay bóp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời một đạo kim sắc phù văn ở trước mặt ngưng tụ ra. Phù văn càng ngày càng lớn. Trực tiếp treo cùng đan đỉnh phía dưới. Màu vàng chữ viết tựa như vô căn cứ kéo đan đỉnh, dần dần đứng lên. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần bước ra một bước, mi tâm bất diệt lửa đột nhiên bắn ra. Ngọn lửa ngang dọc, tựa như hóa là một bản bát quái đồ, bao phủ đan đỉnh. Mấy giây sau đó, đan đỉnh cháy thành lửa đỏ, Diệp Thần bước chân lần nữa đạp một cái, những dược liệu kia đồng loạt bay ra. Cánh tay nhẹ nhàng ngăn lại, dược liệu giống như bị một cổ khí lưu bọc, toàn bộ chui vào đan đỉnh bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt lại, tựa như đang đợi cái gì. Bất kể là Hồng Đào cũng hoặc là phía dưới quần chúng vây xem, hoàn toàn như hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Đây là cái gì thủ đoạn luyện đan? Nhìn đích xác đang luyện đan, nhưng là lại cùng Côn Lôn hư phần lớn đan sư phương thức luyện đan không giống nhau à? Loại phương thức này thật có thể thành đan. Nhưng là, tất cả mọi người đều không có chú ý tới trên đài Phong Tiền Bối. Thời khắc này Phong Tiền Bối con người thiếu chút nữa chừng ra ngoài, mặt đầy kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thân thể đang run rẩy. Cũng không ai có thể hiểu hắn giờ phút này trong lòng kết quả tung lên dạng gì sóng gió kinh hoàng. Đây là thượng cổ huyền đan thuật, thất truyền thuật luyện đan. Làm sao có thể, thằng nhóc này làm sao biết nắm giữ loại thủ đoạn này. Hắn kinh hãi lên tiếng, thậm chí có chút nhọn. Khá là thất thố. Hắn thành tựu đan hư tháp đi ra ngoài cường giả, đối đãi hết thảy đều là vân đạm phong khinh. Nhưng là giờ phút này, hắn thật không nhịn được à. Đây chính là Côn Lôn hư vô số đan sư muốn phải nắm giữ thủ đoạn, vốn cho là đã sớm tiêu tán thế gian, lại không nghĩ rằng thật vấn thế. Hắn hô hấp dồn dập, nếu như không phải là Diệp Thần đang luyện đan, hắn hận không được tới ngay đến mặt nạ thanh niên trước mặt. Thượng cổ huyền đan thuật. Hồng Đào ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn đối với cái này thuật pháp có chút nghe thấy. Nhưng là cái này thuật pháp không phải thất truyền sao, làm sao thằng nhóc này lại đột nhiên nắm giữ. Có phải hay không là Phong Tiền Bối nhận sai? Đinh, một tiếng, Hồng Đào thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía trước mặt đan đỉnh. Ánh sáng lóe lên, một cổ mùi thuốc nồng nặc tràn ra. Đan thành. Hồng Đào chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt bên trong lại có chút kích động. Lần này hắn luyện chế trạng thái khác thường tốt, trong đan đỉnh ngưng nguyên 6 hồn đan chừng 8 hồn. Cái này đủ để nghiền ép hết thảy. Vốn đang bởi vì Diệp Thần thủ đoạn có chút thất thố, bây giờ hắn đã khẳng định lần này tất nhiên thắng được. Đây chính là 8 hồn à, hắn tốt nhất trạng thái. Đủ để nghiền ép hết thảy. Không lâu lắm, lại là một giọng nói truyền tới, chỉ gặp Đoạn Hoài An cũng là luyện chế kết thúc. Đoạn Hoài An vì luyện chế viên thuốc này hao phí cực lớn lực lượng, cơ hồ mệt lả. Rất là khó chịu. Bất quá hắn trên mặt tái nhợt xuất hiện một tia thư thái. Bỏ mặc nếu như, trước mặt hắn đan đỉnh nằm viên đan dược kia đã là hắn tiêu chuẩn cao nhất. Dẫu sao là lần đầu tiên luyện chế cái này sửa đổi đan phương. Nếu như Hồng Đào cũng là lần đầu tiên, hẳn so hắn mạnh không được quá hơn. Hắn nhìn một cái Hồng Đào, cuối cùng ánh mắt lại rơi ở đó một mặt nạ thanh niên trên mình. Mặt nạ thanh niên như cũ nhắm hai mắt mâu, vân đạm phong khinh. Gió nhẹ cuốn động, thanh niên đồ dạo phố một góc hơi phiêu động. Thoáng như chân chính đan tôn. Đáng tiếc, đan đỉnh lại không có bất kỳ thành đan dấu hiệu. Giống như thất bại vậy. Mà đồng hồ cát chảy đã tiến vào hồi cuối.
Mắt xem đồng hồ cát chảy thì phải biến mất, Hồng Đào không nhịn được nói, thằng nhóc, thời gian lập tức tới ngay, vì sao ngươi đan đỉnh không có bất cứ động tĩnh gì? Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi cố làm ra vẻ chính là đang luyện chế một tòa chết đan? Thắng bại đã phân, bỏ mặc ngươi giãy giụa như thế nào, đều là giống nhau. Đối mặt Hồng Đào châm chọc, Diệp Thần như núi bất động, tựa như ngủ vậy. Thằng nhóc, ngươi điếc không được, tin không tin ta. Hồng Đào tiếp tục nói, nhưng là lời còn chưa nói hết, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, mở. Bành. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trước mặt đan đỉnh thoáng như nổ vậy, bụi mù cuồn cuộn phun trào. Vô tận đợt khí lăn lộn. Bất diệt lửa lại là sông lên trời, tựa như một đầu rồng lửa ngao du chân trời. Một màn này, để cho phần lớn người sợ không nhẹ, ở bọn họ xem ra, nổ đan. Hoàn toàn thất bại. Không chỉ đan không có thành, liền liền đan đỉnh vậy phá hủy. Nói không chừng còn xảy ra nhân mạng. Hồng Đào lại là lộ ra âm u nụ cười. Hắn vốn cho là thằng nhóc này còn có thể để cho tỉ thí này độ khó mấy phần. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mình hại chết mình. Hắn nhìn về phía ánh mắt có chút phức tạp Phong Tiền Bối, chắp tay nói, Phong Tiền Bối, ta xem có thể để nghiệm chứng kết quả. Phong Tiền Bối tỉnh hồn lại, thở dài một tiếng. Vốn đang lấy là cái đó mặt nạ thanh niên tinh thông thượng cổ thuật luyện đan, lại không nghĩ rằng, đối phương cũng là một cái gà mờ. Nếu không thượng cổ thuật luyện đan tới luyện chế ngưng nguyên sáu hồn đan, căn bản không có thể xuất hiện như vậy tình trạng. Bụi mù cuồn cuộn dưới, không thấy bóng dáng. Sợ rằng liền xương máu cũng không có. Hắn lắc đầu một cái, có chút thương tiếc, sau đó liền hướng Đoạn Hoài An đi tới. Mở ra đan đỉnh, để cho ta xem ngươi ngưng nguyên sáu hồn đan. Đoạn Hoài An gật đầu một cái, đem đan đỉnh mở ra, bảy đạo quang mang lóe lên. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tại ngưng nguyên sáu hồn đan trên. Phong Tiền Bối con ngươi híp lại, kinh ngạc nói, lấy ngươi thủ đoạn luyện đan lại có thể ngưng tụ bảy hồn tại đan lên. Sau đó chú ý tới Đoạn Hoài An khí tức trên người và thương thế, bừng tỉnh, ngươi lấy ngưng huyết làm chất dẫn, tổn hại thu vi làm giá, có chút hợp lại. Sau đó, lại nữa lời bình, hướng Hồng Đào đi. Nếu như hắn không có luyện chế ra bảy hồn, chính là ngươi thắng được. Đoạn Hoài An nghe được câu này, hiển nhiên có chút khẩn trương, cũng là đi theo lên. Không lâu lắm, hai người đi tới Hồng Đào đan đỉnh trước. Hồng Đào nhìn một cái khẩn trương Đoạn Hoài An, cười lạnh một tiếng, ngươi lấy là ngươi ngưng tụ bảy hồn liền thắng. Ngại quá, để cho ngươi thất vọng, ta nói qua ngươi muốn làm là ta đan dẫn, ngươi thì nhất định phải thành là ta đan dẫn. Nói xong, Hồng Đào trực tiếp đem đan đỉnh mở ra. Tám đạo quang mang chói mắt ra, đồng loạt trào hướng chính giữa nhất đan dược trên. T, lại là tám hồn, so ngưng nguyên sáu hồn đan ước chừng nhiều hai hồn. Hồng Đào, lấy ngươi trạng thái bây giờ, đều có tư cách bị đan hư tháp mời. Phong Tiền Bối diễn cảm có chút kinh hãi. Giờ khắc này, Đoạn Hoài An mới biết hai người chênh lệch. Mặc dù kém một hồn, nhưng là nhưng chứng minh hắn thua hoàn toàn. Còn như ván thứ ba, hắn lại càng không trông cậy vào. Bây giờ hắn trạng thái không thể tiếp tục luyện đan. Không nghĩ tới, cố gắng đến cuối cùng vẫn thua. Không chỉ không cứu được y thần môn, mình cũng phải thành tựu đan dẫn, trong thống khổ rời đi. Hồng Đào thấy Đoạn Hoài An dáng vẻ thất hồn lạc phách, cười nhạt liên liên, càng đối với Phong Tiền Bối chắp tay một cái, vẫn là Phong Tiền Bối sửa đổi đan phương tốt, nếu thắng bại đã xuất, phân Tiền Bối là không phải có thể tuyên bố kết quả. Phong Tiền Bối gật đầu một cái kết quả này hắn thật ra thì trong lòng sớm đã có đếm. Dẫu sao tự cầm Hồng Đào chỗ tốt, lại cho Hồng Đào mấy ngày luyện chế thời gian. Hồng Đào nếu như không khỏi, vậy thật không nói được. Phong Tiền Bối xoay người, trực tiếp hướng về phía mọi người mở miệng nói, ta tuyên bố, ván thứ hai, Hồng Đào. Lời còn chưa nói hết, vậy bụi mù bên trong lại đi ra một đạo thân ảnh. Gấp cái gì, ta ngưng nguyên sáu hồn đan còn không có nghiệm chứng đây. Phong Tiền Bối thanh âm hơi ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù đi ra một đạo thân ảnh. Chính là cái đó mặt nạ thanh niên. Lại có thể không có chết. Hồng Đào tròng mắt trợn to, tựa như gặp quỷ. Người phía dưới lại là phát ra từng trận kêu lên tiếng.
không phải nổ đan, lại còn sống. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Diệp Thần nhìn một cái bị thương Đoạn Hoài An, khá làm tâm đau. Liền vội vàng lấy ra một viên ở luân hồi mộ địa luyện chế thượng cổ đan dược, đưa cho Đoạn Hoài An, Đoàn tiền bối, viên đan dược này sẽ để cho ngươi khỏe bị một ít. Còn nữa, hôm nay có ta ở đây, người bất kỳ cũng không có tư cách động ngươi. Đoạn Hoài An ngẩn ra, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần có lòng tốt, càng có thể cảm nhận được viên đan dược kia đậm đà hơi thở. Hắn không có đưa tay đón, mà chỉ nói, tiểu huynh đệ, người ý tốt ta tâm lĩnh, ta thân thể ta hiểu. Diệp Thần chỉ có thể đem đan dược thu hồi. Hồng Đào thấy một màn này, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi nếu không có chết, vậy thì tốt nhất. Ngươi mới vừa nói ngươi luyện chế thành công ngưng nguyên sáu hồn đan, đan đỉnh cũng hủy, ngươi ngưng nguyên sáu hồn đan lại ở nơi nào? Diệp Thần lãnh mâu nhìn lướt qua Hồng Đào, cánh tay vung lên, gió lớn cuốn lên. Ngay tức thì bụi mù tiêu tán. Ngay sau đó một tôn đan đỉnh hiển lộ ra. Lại có thể không có nổ hư. Làm sao có thể, Hồng Đào diễn cảm kinh hãi, trước cái thanh âm kia rõ ràng là nổ đan dấu hiệu, vì sao đan đỉnh không hủy. Diệp Thần năm ngón tay dương ra, đan đỉnh ngay tức thì di động, trực tiếp bị hút đến Diệp Thần trước người. Diệp Thần đưa tay ra dấu mời, Phong Tiền Bối mời xem. Phong Tiền Bối gật đầu một cái, mới vừa bước ra một bước, đan đỉnh đột nhiên mở ra. Một giây kế tiếp, một đạo cột sáng phóng lên cao. Cửu sắc ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Đây là... Thấy một màn này, Phong Tiền Bối con ngươi đều là kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh bên trong lơ lửng một viên cửu sắc đan dược. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thật có người có thể luyện chế ra chín hồn chi đan. Hơn nữa còn là một cái như này trẻ tuổi lại hiểu thượng cổ luyện đan phương pháp người. Đối với trước mặt cái này thần bí thanh niên, hắn dùng thiên tài hai chữ đều không cách nào cân nhắc. Chín hồn, lại có chín hồn, viên thuốc này cơ hồ hoàn mỹ. Này cục diện cái thanh niên thắng, toàn thắng. Phong Tiền Bối lại cũng không khống chế được tâm trạng, thất thanh thét chói tai ra. Cho dù ai thấy như vậy tươi đẹp tài cũng sẽ không nhịn được à. Hắn cố nhiên thu Hồng Đào chỗ tốt, nhưng là mặt nạ thanh niên giá trị đã xa xa vượt ra khỏi cái này hay chỗ. Một khi đem người này đề cử đến đan hư tháp, vậy hắn đem có cao nhất cơ duyên à. Trong mắt hắn nóng như lửa, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Phong Tiền Bối thanh âm rất lớn, truyền cực kỳ xa. Vang khắp ở toàn bộ quảng trường. Dưới đài mọi người sợ run tại chỗ, như chết yên lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm. Yếu ớt Đoạn Hoài An cũng là nhìn về phía Diệp Thần. Kinh hãi, kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Hắn chân thực không nghĩ ra, trong thiên hạ dạng gì sư phụ có thể bồi dưỡng được loại này ưu tú học trò. Tới tuổi 20, là có thể luyện chế ra như viên thuốc này. Nắm trong tay thông thiên lửa. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn hư, cũng coi là lên cao cấp đan sư. Mấu chốt người này còn có vô hạn có thể à. Nếu như loại thiên phú này con là hắn Đoạn Hoài An học trò, hắn phỏng đoán rơi như cửu u cũng sẽ cười tỉnh. Chúc mừng tiền bối. Đoạn Hoài An do dự hồi lâu, vẫn là khom người, chắp tay đối diện cái thanh niên nói vui. Đan đạo, người thành đạt làm đầu. Mặt nạ thanh niên ở đan đạo lãnh vực, đủ để thành là hắn tiền bối. Huống chi, bây giờ mặt nạ thanh niên thắng được, hắn cũng không cần thành là Hồng Đào đan dẫn. Đây đối với hắn mà nói, là chuyện tốt. Diệp Thần thấy sư phó cử động, vội vàng đi đỡ, sư phụ, người cái này hại chết ta à? Sư phụ, Đoạn Hoài An nhướng mày một cái. Diệp Thần ngẩn ra, liền vội vàng giải thích, Đoàn tiền bối, ngươi nghe lầm. Ta là vãn bối, người cũng không thể xưng hô như vậy ta. Bây giờ có người ngoài ở đây, hắn tự nhiên không thể vạch trần thân phận. Một giây kế tiếp, hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hồng Đào. Mà giờ khắc này Hồng Đào gương mặt nhưng là dữ tợn đến mức tận cùng. Hắn căn bản không nghĩ tới mình thất bại. Hơn nữa còn là bại bởi một người trẻ tuổi. Hai ván đều là mặt nạ thanh niên thắng, ván thứ ba căn bản không cần lại so. Hắn thậm chí cảm giác cái này người thanh niên xem hắn ánh mắt mang vô tận làm nhục. Dù là người phía dưới cũng là một phiến hít hà. Hắn nhiều năm như vậy thiết lập cơ nghiệp tất cả đều phá hủy.
Hắn trong lòng dấy lên căm giận ngút trời, quả đấm cầm chặt, con ngươi như một đầu hung thú. Hắn gắt gao cắn răng, gằn từng chữ, thằng nhóc, nguyện thua cuộc, ngươi có cái gì điều kiện, nói thẳng. Diệp Thần hai ngón tay bây giờ hình thành một đạo hỏa diễm, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi ngươi không phải phải đem đoàn tiền bối thành tựu đan dẫn sao, vừa vặn, ta đối với thân thể con người luyện đan vậy cảm thấy hứng thú, nếu không liền lấy ngươi làm thí nghiệm, như thế nào? Không quá ta cũng không phải cái gì ác độc hạng người, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng ta ngọn lửa 10 giây, ta liền lại nữa gây khó khăn, như thế nào? Hồng Đào nghe được hai câu này, cười lớn. Muốn hắn Hồng Đào thành tựu đan dẫn, người bất kỳ cũng không có tư cách. Hắn giữ tợn diễn cảm tựa như ma hóa, một bước bước ra, lại là đánh một cái hưởng chỉ. Một giây kế tiếp, mấy chục đạo khí tức cường giả phun trào tới. Binh khí lóe lên, ý định giết người phóng thích. Thằng nhóc, nghỉ được cuồng ngông, muốn đốt ta Hồng Đào, người sợ rằng không có tư cách. Hôm nay bỏ mặc thắng thua. Ngươi và Đoạn Hoài An đều phải thành là ta đan dẫn, hưởng thụ vô tận thống khổ. Đây là Hồng Đào làm nhất xấu xa dự định. Không người nào có thể để cho hắn thua. Hắn mặt mũi đã sớm thất lạc, nếu đan đạo không bằng, vậy hắn liền lấy sát đạo rung động toàn bộ sát lục chi địa. Từ bây giờ về sau, sát lục chi địa ai dám nhắc tới chuyện hôm nay? Đoạn Hoài An thấy một màn này, thẹn quá thành giận, Hồng Đào. Ngươi có thể biết hành động này giá phải trả. Chẳng lẽ ngươi muốn lưng đeo cả đời tiếng xấu? Hồng Đào cười lạnh một tiếng, cút, ngươi coi là cái gì? Hôm nay ta cái đầu tiên đem ngươi hiến tế cho ta bổn mạng đan đỉnh. Dứt lời, Hồng Đào một giọt máu tươi bước ra, máu tươi tản ra. Ánh sáng đại tác, một tôn to lớn đan đỉnh ngay tức thì trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Vô tận ngọn lửa cháy. Thấy một màn này, Đoạn Hoài An sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không nghĩ tới Hồng Đào lại có thể liền bổn mạng đan đỉnh đều có. Hồng Đào gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Hoài An và Diệp Thần, giữ tợn cười nói hôm nay, hai người các ngươi chính là thú bị nhốt. Thắng thì đã có sao, cuối cùng vẫn là phải thành là ta Hồng Đào đan dẫn. Ở mọi người nhìn lại, hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả bao vây, thậm chí còn có cảnh giới cao hơn tồn tại. Làm sao trốn? Thời khắc này Diệp Thần và Đoạn Hoài An, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở nơi này thiên quân đang lúc, một mực không nói gì Phong tiền bối lên tiếng Hồng Đào, ta có một điều thỉnh cầu. Điện thoại di động bưng. Hồng Đào con ngươi híp lại, nhìn về phía Phong tiền bối, đối phương vậy coi là người mình, có chút điều kiện tự nhiên có thể đáp ứng. Phong tiền bối đưa tay ra, chỉ hướng Diệp Thần, mở miệng nói Hồng Đào. Người này đối với ta cũng hoặc là đối với đan hư tháp mà nói, cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không nể tình ta thả qua người này sau này rất có thể thành là đan hư tháp cao cấp thiên tài. Hồng Đào nghe được cái này yêu cầu, trực tiếp lắc đầu không được. Thằng nhóc này phải bỏ mạng ở nơi đây, không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Mặt nạ thanh niên sợ hãi, hắn coi như là lãnh giáo đến. Hôm nay hết thảy bản cũng dựa theo hắn dự liệu kết quả đi. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái trình rào kim. Người này là đầu sỏ, phải chết. Phong tiền bối con người híp lại, hắn quyết định đảm bảo Diệp Thần. Một bước bước ra và Hồng Đào mặt đối mặt. Nếu như người này bây giờ thành là đan hư tháp người, người nhưng có tư cách động. Một giây kế tiếp, hắn lấy ra bên hông khối ngọc bội kia. Trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Tiểu tử chỉ cần ngươi gật đầu, nhận ta thành tựu sư phụ. Ta liền đem ngọc bội này đưa cho ngươi. Ngọc bội này đại biểu đan hư tháp, tay cầm này ngọc, liền đại biểu đứng sau lưng đan hư tháp, không có ai có tư cách động ngươi. Dù là sát lục chi địa người cũng không được. Nghe được câu này, Hồng Đào sắc mặt đại biến. Nếu như thằng nhóc này tiếp khối ngọc bội này, lại là thành là Phong tiền bối đệ tử, hắn thật không thể động à. Đan hư tháp bất kỳ một người nào đều đủ để lau sạch sát lục chi địa à. Sát lục chi địa nhiều năm qua như vậy sinh tồn giỏi như vậy, chính là không có cao cấp đại năng dám động. Nếu như một khi động, vậy hắn Hồng Đào cũng không có tư cách sống à. Giờ khắc này, hắn do dự. Đoạn Hoài An cũng là nhìn về phía mặt nạ thanh niên, hắn rất rõ ràng, cái này mặt nạ thanh niên sẽ không cự tuyệt. Bất kỳ đan sư cũng sẽ không cự tuyệt. Đan hư tháp nhưng mà vô số đan sư hướng tới chi địa.
cũng chỉ có đan hư tháp mới có thể cho mặt nạ thanh niên cao nhất tương lai. Vô số ánh mắt nhìn về phía mặt nạ thanh niên, tất cả mọi người đều lấy là thanh niên sẽ tiếp ngọc bội. Cảm kích rơi nước mắt. Dẫu sao đây là hắn duy một hy vọng sống. Nếu không hắn một cái đan sư, làm sao có tư cách rời đi cường giả bao vây chi địa. Nhưng là liền tại tất cả người chắc chắn lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Xin lỗi, ta đã có sư phụ và sư môn, càng sẽ không đi cái gì đan hư tháp. Cự tuyệt. Để cho tất cả mọi người tại chỗ không phản ứng kịp là mặt nạ thanh niên cự tuyệt. Để cho vô số người hâm mộ cảnh ô lưu, chỉ như vậy bị hắn cự tuyệt. Tên này là tên điên không được. Chẳng lẽ sẽ không cân nhắc thiệt hơn à? Cơ hội này, bao nhiêu người muốn cũng không có à? Phong tiền bối sắc mặt có chút khó chịu, hắn một mực cảm thấy được không thể nào sự tình phát sinh chỉ như vậy xuất hiện. Ngươi chắc chắn? Ta chắc chắn, Diệp Thần nhìn một cái Đoạn Hoài An vô cùng khẳng định nói. Phong tiền bối thở dài một tiếng, cơ hội hắn đã cho qua, là Diệp Thần mình không quý trọng. Như thế trăng thức thời người, chết vậy coi là bình thường. Hắn lắc đầu một cái, hướng dưới đài đi tới. Đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, mở miệng nói ta thật là tò mò, là dạng gì sư phụ và tông môn, để cho ngươi không chút do dự cự tuyệt đan hư tháp. Diệp Thần nhìn về phía Đoạn Hoài An, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Nụ cười này không có ý định giết người, nhưng là ấm áp. Rất nhiều năm trước, ta chẳng qua là một giới phế vật, vô số người phỉ nhổ, ta cửa nát nhà tan, rơi vào bên bờ sinh tử. Có một ông cụ bất ngờ đã cứu ta, hắn giúp đi xua tan khói mù, cho ta hy vọng, lại là mang ta bước vào tu luyện một đường. Thời điểm đó ta không hiểu chuyện, trong lòng chỉ có cừu hận, không lòng tu tập hắn cho đồ ta. Ta trách hắn không thể cho ta tốt hơn. Bây giờ suy nghĩ một chút thời điểm đó mình thật rốt nát và buồn cười. Cho đến gần đây, ta mới biết một ít qua lại, sư phụ không phải là không cho ta tốt nhất, mà là không cách nào cho ta. Hắn qua lại xa so ta còn thống khổ hơn. Hắn đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên người ta. Sau đó, sư phụ hỏi ta, có thể hay không buông xuống lòng báo thù, ta nói không thể, hắn không nói gì, liền đêm mang ta đi gặp từng cái tông môn. Hắn buông mặt mũi và tôn nghiêm, cầu những tông môn này thu nhận ta. Đó là lần đầu tiên, ta ở nơi này địa phương xa lạ cảm giác được ấm áp. Phần này ấm áp, lần đầu tiên để cho ta phát hiện cái này không thích nói chuyện lão đầu lại có chút đáng yêu. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu, ta quyết định, từ nay về sau, lão đầu này chính là ta nhận định sư phụ. Người bất kỳ nếu dám động hắn, ta định tàn sát cả nhà. Cả nhà nếu không đủ, ta nguyện hủy diệt sơn hà đất đai, dù là xóa đi toàn bộ Côn Lôn hư. Lời nói lạnh như băng vang khắp ở toàn bộ trên quảng trường. Phong tiền bối môi run rẩy, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng là hóa là một tiếng than thở. Cũng như này học trò, sư phụ còn có hà cầu. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới một người thân thể run rẩy, hốc mắt ửng đỏ. Chính là Đoạn Hoài An. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái đó mang mặt nạ thanh niên. Cái này trải qua quá mức quen thuộc. 5 năm trước, hắn ở Hoa Hạ Hồ Đông tiền cứu Diệp Thần. 5 năm này, hắn đem hết thảy hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên mình. Hy vọng Diệp Thần trọng trấn y thần môn. Nhưng là Diệp Thần một lòng muốn báo thù, hắn rất muốn giúp, nhưng mà hắn bởi vì đan điền bị hủy, thể từ đây lại nữa bước vào võ đạo. Hắn chỉ có thể mang Diệp Thần đi cầu Trăm Tông. Trăm Tông cự tuyệt. Hắn hối hận, hắn tiếc nuối, hắn một mực cảm thấy được thẹn với Diệp Thần. Hắn thậm chí cho rằng Diệp Thần nhất định cảm thấy hắn người sư phó này rất không dùng đi. Nhưng là giờ phút này, nghe được mặt nạ thanh niên lời nói. Vô số tâm trạng như lũ lụt dâng trào tới. Thanh niên chữ chữ giết tâm. Hắn rốt cuộc rõ ràng, cái đó quật cường thiếu niên không có trách hắn. Từ hắn và Diệp Thần tịch mịch rời đi cái cuối cùng tông môn bắt đầu, tình thầy trò liền hoàn toàn ngưng tụ. Giờ khắc này, chuyện cũ hết thảy cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái này mặt nạ thanh niên lại chính là Diệp Thần. Hắn vô cùng khẳng định. Thằng nhóc kia trở về. Mang thông thiên thuật pháp trở về. 5 năm trước, hắn cứu thằng nhóc kia,
một mực bảo vệ viết hắn, hết sức không để cho Trăm Tông tổn thương. 5 năm sau đó, thằng nhóc kia nhưng ở sát lục chi địa cường thế xuất hiện, lấy một câu nói rất nhiều hạ lời hứa. Người bất kỳ nếu dám động ta sư, ta định tàn sát cả nhà. Cả nhà không đủ, xóa đi toàn bộ Côn Lôn hư. Lão đầu cười, hắn nhìn một cái Diệp Thần vậy kiên định con ngươi, lẩm bẩm nói ngươi thằng nhóc này, nếu trở về, vì sao còn phải như vậy che che giấu giấu? Sợ rằng, vi sư cả đời này làm chính xác nhất chuyện, liền đem ngươi từ Hoa Hạ Hồ Đông Tiền cứu đi. Chẳng qua là cho dù thằng nhóc ngươi đan đạo nghịch thiên, trước mắt khốn cảnh cũng không đan đạo có thể giải quyết. Ngươi hẳn tiếp thu đan hư tháp mời à? À! 6 càng đưa lên, xuất sắc ngày mai tiếp tục tương đương. Đoạn Hoài An thanh âm rất nhẹ, một bên Hồng Đào cũng chỉ là mơ hồ bây giờ nghe được cái gì Hoa Hạ Hồ Đông Tiền, hắn xem thường. Vậy ánh mắt khinh thường lại là nhìn về phía Đoạn Hoài An, một cái người sắp chết, còn nói nhảm gì đây? Sau đó tầm mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, cười nói, thằng nhóc, vốn là nếu như ngươi tiếp ngọc bội, gia nhập đan hư tháp, ta có thể thật liền đối với ngươi không thể làm gì, nhưng là bây giờ là ngươi không biết sống chết buông tha, vậy thì không thể do ngươi. Diệp Thần ánh mắt quét một vòng bao vây toàn bộ lôi đài cường giả. Thấp nhất đại khái là nhập thánh cảnh. Phần lớn là thánh vương cảnh cường giả, thậm chí còn có mấy vị là phản hư cảnh cao thủ. Có thể gặp sát lục chi địa Hồng Đào thế lực có kinh khủng dường nào. Nếu như đơn thuần dựa vào mình võ lực muốn phá vỡ rất khó. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn phải mang sư phụ rời đi, người bất kỳ đều không thể ngăn trở. Một giây kế tiếp, hắn không do dự nữa, sử dụng phá dương kiếm. Trường kiếm nắm chặt lòng bàn tay. Sát ý lạnh như băng phóng thích mở. Đồng thời thân thể bước sau một bước, trực tiếp bảo vệ ở Đoạn Hoài An trước người. Ta thật không muốn đối với các ngươi động thủ, nhưng là ai nếu dám đối với ta sư phụ động thủ, giết không tha. Những lời này xen lẫn chân khí, vang vọng ở toàn bộ quảng trường bây giờ. Yên tĩnh nhất thời sau đó, một hồi ầm ầm cười to vang khắp. Diệp Thần uy hiếp, tại tất cả người trong tai quá mức tái nhợt. Giết không tha. Chỉ bằng một mình ngươi giết thế nào không xá. Làm ra vẻ cũng không phải giả bộ như vậy à. Dưới đài mọi người biết rõ Hồng Đan Tôn đã đứng ở chỗ bất bại, thời khắc này Hồng Đan Tôn chính là nơi này vương. Không người nào có thể dung chuyển. Bọn họ tự nhiên không chút do dự đứng ở Hồng Đào bên này. Sát lục chi địa chính là lạnh như vậy mà. Cố nhiên mặt nạ thanh niên thắng được, vậy thì như thế nào? Đạo nghĩa. Quy củ, công bằng. Thế gian nào có như thế hơn công bằng và quy củ? Người có thực lực liền có thể dung chuyển hết thảy. Đây mới thật sự là quy luật. Thằng nhóc kia sợ là người ngu đi, dù là hắn đan đạo nghịch thiên, bây giờ cái này mẹ hắn nhưng mà chơi võ đạo. Thiên phú lại nghịch thiên có ích lợi gì? Còn không phải là lâm vào là dê con đợi làm thịt. Đáng tiếc hắn vậy cả người thiên phú, Hồng Đan Tôn khẳng định không thể nào để cho hắn còn sống rời đi. Ở sát lục chi địa thiên phú có cái thí dụng, không hiểu nhận định tình hình, tên này đi bên ngoài cũng giống như nhau kết quả. Đám người bàn luận sôi nổi, bọn họ cảm thấy mặt nạ thanh niên lời nói vô cùng buồn cười. Mà giờ khắc này quảng trường xuống Tiểu Huyền nhưng là khẩn trương đến mức tận cùng. Hắn một mực ở dưới đài nhìn, hắn hoàn toàn không coi trọng Diệp Thần, vốn cho là Diệp Thần ván đầu tiên thì biết bại thê thảm không nỡ nhìn. Để cho hắn không nghĩ tới là Diệp Thần lại có thể thật ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ như vậy, ván đầu tiên câu thứ hai cũng hoàn toàn nghiền ép Hồng Đào. Còn không có chờ hắn vui mừng lúc đó, vậy vô sỉ Hồng Đào lại coi thường quy tắc và danh tiếng, trực tiếp muốn dùng võ lực trấn áp. Hắn vừa tức phẫn nhưng vừa đành chịu. Nhưng là bây giờ còn có thể làm sao à? Dù là Thanh Huyền đỉnh lão tổ tới. Vậy không nhất định có thể thành công mang Diệp tiên sinh rời đi à? Hắn muốn xông tới giúp Diệp Thần, nhưng là chỉ bằng hắn chút thực lực kia, xông lên không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à? Làm thế nào, chết chắc à? Ngay tại Tiểu Huyền khẩn trương lúc đó, Hồng Đào nhưng là lên tiếng, thằng nhóc, ngươi nếu như muốn còn sống, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đem trên tay ngươi vậy đạo luyện đan lửa đổi là vô chủ ngọn lửa. Sau đó đưa cho ta, quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái, ta có thể cân nhắc tha ngươi tiện mệnh. Ở Hồng Đào trong mắt,
vậy luyện đan lửa là Côn Lôn hư hiếm thấy tồn tại. Hắn giá trị vượt qua xa mặt nạ thanh niên. Bỏ mặc trả giá cao gì, hắn cũng muốn lấy được. Một khi đạt được, hắn đan đạo thì biết vượt qua một bước dài. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền phải lấy được vậy nghịch thiên đan hỏa, Hồng Đào thậm chí có chút kích động. Thằng nhóc này sẽ cự tuyệt. Dĩ nhiên sẽ không. Đây chính là hắn đại phát từ bi cho tiểu tử này cơ hội duy nhất. Nhiều cường giả như vậy, người bất kỳ cũng chắp cánh khó khăn bay. Càng không cần phải nói đối phương chính là siêu phàm cảnh giác dưới. Đang chất vấn trong tiếng, Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Hồng Đào, bất diệt lửa trực tiếp ngưng tụ ở lòng bàn tay. Ngươi nói ngươi muốn ta cái này đạo hỏa diễm. Hồng Đào cảm nhận được chung quanh không ngừng lên cao nhiệt độ, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, chợt gật đầu, đúng. Mau, mau cho ta, nhớ đem ngươi vậy đạo ấn nhớ lao đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Cánh tay chấn động một cái, bất diệt trực tiếp ngay tức thì bắn đi ra ngoài. Nếu ngươi muốn cái này bất diệt lửa, ta liền cho ngươi. Chẳng qua là không biết ngươi có ăn hay không hạ. Dứt lời, vậy bắn ra bất diệt lửa ngay tức thì biến hóa. Lại ngưng tụ thành một đạo hỏa kiếm. Hỏa kiếm không ngừng mở rộng, ngay tức thì là mấy chục trượng. Chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ bị ngọn lửa chiếm đoạt. Phải biết bất diệt lửa có thể không đơn thuần là dùng để luyện đan, hắn nhất chỗ đáng sợ chính là chiến đấu. Hồng Đào nụ cười đột nhiên cứng ngắc, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này lại có thể thay đổi. Không còn là đan hỏa thuộc tính, mà là ý định giết người. Sát cơ lạnh như băng, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy. Làm sao có thể? Chờ cái đó Hồng Đào kịp phản ứng, hỏa kiếm đã tới trước mặt hắn. Hắn không để ý tới hết thảy. Ngón tay bóp quyết, một đạo kim sắc tấm thuẫn bỗng nhiên tạo thành. Bành! Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm. Cường đại đợt khí lăn lộn. Rắc rắc! Hồng Đào căn bản không nghĩ tới hắn màu vàng kia tấm thuẫn lại có thể tại chỗ vỡ vụn. Hắn huyết khí dâng trào, thân thể lại là lui về phía sau 3-4 bước. Hắn sai lầm lớn nhất chính là khinh địch. Căn bản không nghĩ tới đan hỏa còn có thể giết người. Càng không nghĩ tới một cái siêu phàm cảnh tiểu tử lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Hắn mới vừa đứng vững thân thể, nhưng là phát hiện khác một đạo tàn ảnh cấp tốc cướp tới. Chính là Diệp Thần. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết Hồng Đào, những cái kia vây quanh cao thủ tất nhiên lòng đại loạn, đây cũng là cơ hội của hắn. Thời khắc này Diệp Thần cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, đan điền lực lượng và bất diệt lửa ầm ầm bùng nổ, trong một cái chớp mắt này. Hắn khí thế tăng vọt đến trình độ cao nhất. Giờ phút này hắn cảnh giới căn bản không phải siêu phàm cảnh. Thương Long huyễn thân quyết phun trào, hắn thân hình như tia chớp, như duyên dáng. Suy, kinh khủng lực lượng cắn nuốt, kiếm ý ngút trời. Giờ khắc này Hồng Đào đối mặt Diệp Thần, hoàn toàn con mắt trợn to. Tên này lại có thể không phải siêu phàm cảnh. Lại vẫn ẩn núp trước, đáng chết. Hoảng sợ sau đó. Nhìn sắp đâm vào thân thể trường kiếm, Hồng Đào không do dự nữa, gầm thét ra, bổn mạng đan đỉnh. Tới, nháy mắt tức thì, chung quanh khí lưu hoàn toàn biến hóa, trôi lơ lửng ở giữa không trung bổn mạng đan đỉnh lại là gắt gao bảo vệ ở Hồng Đào trước người. Đồng thời, Hồng Đào lòng bàn tay lại là sử dụng một chuôi đỏ thấm kiếm nhỏ, cổ tay run một cái, trường kiếm hướng trời. Tí tách, hồng quang đầy trời, hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm. Kịch liệt đụng, điếc tai nhức óc. Một cổ như sóng biển giống vậy đợt khí, hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Trên quảng trường, hai người chân đạp địa phương lại là sinh ra từng đạo vết rách. Bành! Hai cổ lực lượng bỗng nhiên tách ra, Diệp Thần lui về phía sau 3 bước. Mà Hồng Đào cũng là lui về phía sau 3 bước. Một kiếm dưới, lại không phân cao thấp. Thấy một màn này Đoạn Hoài An. Vậy già nua thân thể lại có thể đang không ngừng dao động, quả đấm cầm chặt. Hắn phát hiện Diệp Thần bây giờ võ đạo thực lực cơ hồ coi như là tiến vào nhập thánh cảnh. Mặc dù cảnh giới vẫn là siêu phàm cảnh, nhưng là hơi thở nhưng là đang không ngừng lên cao. Thằng nhóc này rời đi Côn Lôn hư sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là đan đạo, bây giờ lại là võ đạo. Dù là đạt được kỳ ngộ cũng không khả năng như vậy khoa trương à.
hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi cách đó không xa thanh niên thật sự là hắn Đổ Nhi Diệp Thần. Thằng nhóc, cho ta cút. Hồng Đào ý thức được không đúng, bước chân đạp một cái, trường kiếm từ trên xuống dưới trực tiếp chém xuống. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, chu vi trăm mét, cỏ cây phân bay, kiếm khí ngang dọc. Hai người lần nữa tách ra. Diệp Thần con ngươi híp lại, lại nữa cất giấu, huyết long chi lực tác dụng với hai tay bây giờ. Bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Hắn quanh thân ngay tức thì tràn ra vô số lôi hồ. Vạn đạo kiếm pháp, chém. Diệp Thần cả người vượt qua ước chừng mười mấy mét cao, sau đó ngất trời mà hàng. Vạn đạo kiếm pháp thi triển, cuồng bạo kiếm ý tựa như hóa là một chuôi trăm trượng kiếm ảnh. Hồng Đào cảnh giới mặc dù xa xa mạnh hơn Diệp Thần, nhưng là hắn phần lớn thời gian đều đắm chìm ở đan đạo, nào có thời gian tu võ à. Nhìn kinh khủng kia vạn trượng kiếm ý, hắn ngay tức thì sợ. Hắn dư quang trông thấy một cái người đàn ông trung niên, vội vàng giận dữ hét, Phương Mây. Còn không nhanh lên ra tay. Dạ, đại nhân. Một giây kế tiếp, một cái người đàn ông trung niên ngay tức thì vọt tới. Người đàn ông trung niên tên là Phương Mây, là Hồng Đào ở sát lục chi địa nhận lấy một vị đệ tử, ba sai viết hoa la sai viết hoa tiểu nói. Thực lực cực mạnh, kiếm đạo tinh thông. Giờ phút này Phương Mây và Hồng Đào khoảng cách gần đây, không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn. Phương Mây sử dụng một cái kiếm xanh một chuyển, kiếm ý xào xạc. Tiểu xúc sinh, lại dám động ta sư phụ, tự tìm cái chết. Kiếm hắn quá nhanh. Từng cơn tiếng xé gió vang lên, tựa như tới từ địa ngục. Kiếm xanh lại là tránh thoát tay hắn, hướng Diệp Thần ngưng tụ trăm trượng kiếm ý đụng đi. Bành! Để cho Phương Mây kinh ngạc là, kiếm xanh lại trực tiếp vỡ vụn. Lại có thể liền nhất kích đều không cách nào ngăn trở. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắn vốn định ở Hồng Đào trước mặt biểu hiện, lại không nghĩ rằng, hắn lấy kiếm đạo vi tôn, lại liền một kiếm đều không địch. Mất thể diện, cảm thụ vạn trượng kiếm ý cường thế, Phương Mây trong lòng lại có thể sinh ra một chút sợ hãi. Cút gà! Hắn một tiếng giống giận, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi nổ tung mở ra. Đồng thời, một khối ngọc bội trực tiếp sử dụng. Ngọc bội tại chỗ vỡ vụn, nhưng là xanh thành một chuôi máu đỏ kiếm to. Máu đỏ kiếm to không ngừng mở rộng, lấy máu tươi là thế, cùng Diệp Thần chống lại. Ung ung! Hai đạo dễ như bỡn lực hoàn toàn đụng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Có như núi lửa phun ra, thẳng sông lên vân tiêu. Trên quảng trường vô số gạch đá toàn bộ tung bay. Những cái kia dưới đài người vây xem cảm giác được đợt khí khủng bố, rối rít chạy trốn. Bọn họ rất rõ ràng, một khi bị khí này lãng chấn động đến, không chết vậy tổn thương à. Bọn họ chỉ muốn sống. Ở hàng trước đám người tản ra sau đó. Bàn ghế ngay tức thì hóa là bột. Bụi mù cuồn cuộn dậy, toàn bộ quảng trường tựa như bị bụi mù bao phủ. Không thấy rõ hết thảy. Mà giờ khắc này bụi mù bên trong Phương Mây đột nhiên phát hiện có dũng khí bị tỏa định cảm giác, hắn nhắm mắt lại, rồi sau đó mở ra, không tốt. Diệp Thần đã vào tới. Mang vô tận sát ý cuộn sạch xuống. Trên bầu trời vạn trượng sấm sét đập xuống. Bổn mạng linh phù lực lượng vỡ ra. Bành! Một kiếm này, Diệp Thần tựa như sát thần, gió lớn cuốn lên, thổi tan chung quanh bụi mù. Hết thảy rõ ràng. Cuồng bạo một kiếm, không có dấu hiệu nào đập vào Phương Mây trên mình, để cho người không lạnh mà run. Phương Mây con người phóng đại. Hắn trong lòng chỉ có mấy vấn đề. Cái này mẹ hắn là kiếm pháp gì? Cái này mẹ hắn vậy là cái gì lực lượng? Ở Côn Lôn Hư và sát lục chi địa chưa bao giờ nghe à? CMN. Trong mắt hắn đỏ thấm, dư quang đã chắc chắn Hồng Đào chuyển tới an toàn chi địa, bất kể như thế nào, hắn phải sống sót. Thiên kiếm phá giết. Phương Mây khạc ra một ngụm máu tươi, một bản tông môn trưởng lão để lại cho hắn phù văn ở trong máu tươi tách thả ra. Đối mặt hung mãnh như vậy Diệp Thần, hắn chỉ có thể sử dụng mình lá bài tẩy. Không có lựa chọn nào khác. Nhưng là phù văn còn chưa kịp lực bộc phát tính. Một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là vang lên, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Phương Mây tròng mắt trợn to, ngươi làm sao? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một quyền đập đi ra.
La Sát Quyền, thượng cổ quyền kỹ, mang theo mưa to gió dữ. Bành, một quyền này không có dấu hiệu nào đập vào Phương Mây trên mình, Phương Mây trong mắt tràn đầy tia máu, né tránh đã căn bản không còn kịp rồi. Chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là hắn căn bản không chịu nổi Diệp Thần lực lượng à. Một giây kế tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Ước chừng mười mấy mét mới dừng lại. Trên ngực có một cái to lớn lỗ máu. Hoàn toàn chết. Liền cơ hội thở dốc cũng không có. Giờ khắc này, cả thế giới đều an tĩnh lại. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không biết nên nói cái gì. Cái này mẹ hắn nhưng mà một cái đan sư à. Lúc nào đan sư như thế hung tàn. Vậy mặt nạ tiểu tử xa so sát lục chi địa một ít sát thủ còn đáng sợ hơn à. Diệp Thần hoạt động một chút quả đấm, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, nhàn nhạt nói, đây là cái đầu tiên, ai muốn làm cái thứ hai. Thanh âm lạnh như băng dạo rực chạy đi, không người dám động. Thời khắc này Hồng Đào đã bị mấy vị cao cấp cường giả bao vây, tự nhiên không gặp nguy hiểm. Hắn nhìn trên đài không ai bì nổi mặt nạ thanh niên, tức giận trong lòng hoàn toàn cháy. Người này không chỉ để cho hắn đang luyện đan trên bực bội, lại là thiếu chút nữa giết mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc thúi, ta bỏ mặc ngươi là ai. Cũng không để ý trên mình ngươi vậy đạo hỏa diễm từ đâu tới, bất kể như thế nào, hai ngươi hôm nay phải chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, vừa động thủ một cái. Bắt lại người này. Ai như chặt đứt thằng nhóc này một cây tay, ta Hồng Đào cho hắn 10 viên chuyển linh đan. Lời này vừa nói ra, những cái kia bao vây quảng trường cường giả trong mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Đây chính là chuyển linh đan à, đan dược cấp 6 trên, ăn vào một viên, tu vi tất sẽ tăng nhiều. Nếu như ăn vào 10 viên, đây cũng là thiên đại cơ duyên à. Một giây kế tiếp, mấy chục đạo khí tức kinh khủng hướng Diệp Thần lao đi. Trường kiếm sử dụng. Tất cả mọi người mục tiêu đều là Diệp Thần tay chân. Diệp Thần nhìn mấy chục cường giả vọt tới, con người híp lại, nhiều cường giả như vậy, hắn muốn toàn bộ chém chết, căn bản không có thể. Ngược lại dễ dàng bị thương. Những người này trên người có nồng đậm huyết khí, mỗi nhất kích đều là sát chiêu, cực kỳ nguy hiểm. Đoạn Hoài An tự nhiên nhìn thấu Diệp Thần lo âu, đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Sư phụ mặc dù không cách nào sử dụng võ đạo, nhưng là bất kể như thế nào, vi sư cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thần, ta dùng máu tươi thuật pháp kéo đám người kia, ngươi mau rời đi. Y thần môn đã xuống dốc, đều do vi sư bất lực. Ta hy vọng y thần môn có thể ở ngươi nơi này quật khởi. Ta nhìn thấy trên mình ngươi thiên phú, ngươi sau này tiền đồ nhất định không thể giới hạn. Nếu như một ngày nào đó ngươi thật cường đại, ngươi nhớ giúp vi sư giết chết cái này Hồng Đào. Còn nữa, chờ ngươi đứng ở Côn Lôn hư đỉnh cấp, đi tìm một cái kêu lên tông tông môn. Ta cả đời này chán nản đều là đạo tông nơi là. Nhớ, chờ ngươi có đầy đủ thực lực lại như vậy. Đoạn Hoài An giống như ở giao phó di chúc vậy, Ba La Tiểu nói. Nói xong, hắn con ngươi vô cùng kiên định, chắn Diệp Thần trước người. Hắn nhìn những cái kia vò tới sát ý, năm ngón tay mở ra. Bước ra một giọt máu tươi, mới vừa dự định bóp quyết, cháy máu tươi và tu vi ngăn trở những người này. Một đạo từ tính thanh âm nhưng ở sau lưng hắn vang lên. Sư phụ, ta nói qua, không có ai có thể động ngươi. Không có ai. Dứt lời, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, chỉ điểm một chút ở Đoạn Hoài An trên thân hình. Đoạn Hoài An chỉ cảm thấy mặt ngoài thân thể sinh ra một đạo bình phong che chở, bảo vệ hắn. Đồng thời, lớn gió cuốn dậy, hắn thân thể trực tiếp bị một cổ lực lượng đẩy tới Diệp Thần sau lưng. Đồ nhi ngươi! Đoạn Hoài An lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chính là hướng vậy vô số đạo ý định giết người đi. Hắn không nhúc nhích kiếm, càng không có ra tay. Chỉ như vậy hai tay chắp sau lưng đứng. Hơi thở mờ ảo, tựa như chấp trưởng hết thảy. Những cái kia người vây xem bối rối, cái này cái tiểu tử tìm chết. Hồng Đào cũng là nhíu mày, không biết đối phương đang có ý gì. Không chỉ như vậy, những cái kia hướng Diệp Thần lao đi cường giả cũng là thả chậm tốc độ. Chủ yếu là đối phương cử động chân thực quá quái dị. Không có biết rõ đối phương ý đồ trước, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao mặt nạ thanh niên thực lực bọn họ nhưng mà kiến thức qua. Đột nhiên,
Tất cả mọi người phát hiện, cái đó mặt nạ thanh niên động. Bước chân đạp một cái. Bầu trời mây sấm đột nhiên hiển lộ. Một đạo tiếp theo một đạo sấm sét trực tiếp đập xuống. Bành bành bành. Sấm sét đập vào Diệp Thần trước người 5 mét chi địa. Đùng đùng tiếng vang khắp. Để cho ngoài ý người bình thường chính là lại có thể rất miễn cưỡng đập ra một cái cơ hồ 100 mét rãnh. Rãnh sâu 10 mét, sấm sét lực tràn ngập, sành ánh sáng tím mang tựa như một đạo vết kiếm khảm nạm ở trên mặt đất. Lại tựa như đem Diệp Thần và những cái kia sát lục chi địa cường giả lấy một cái tuyến cách trở. Ai cũng không nghĩ ra mặt nạ tiểu tử còn có thể kêu gọi sấm sét. Mấu chốt vẫn là lớn như vậy chiến trận. Không chỉ như vậy, Diệp Thần lại là quanh thân phóng thích sấm sét, từng đạo lôi hồ tràn ngập. Hắn lần nữa bước ra một bước, một đạo hàn quang lóe lên. Trảm Long Vấn Thiên kiếm cầm ở lòng bàn tay. Kiếm phong một chuyển, nhắm thẳng vào mọi người, nói, ai như vượt qua con đường này, ta Diệp Thí Thiên có một kiếm, có thể chém người trong thiên hạ. Hắn thanh âm tựa như từ mênh mông trên 9 tầng trời tới. Không cho phép nghi ngờ. Những cái kia vốn đang chuẩn bị vượt qua vậy cái lôi hồ rãnh sát lục chi địa cường giả ngay tức thì bước chân dừng lại. Diễn cảm sợ hãi đến mức tận cùng. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người tại chỗ cũng không chi giác lui về sau một bước. Tựa như một cổ vô hình sợ hãi tựa như bao phủ bọn họ. Chỉ vì là ba chữ. Diệp Thí Thiên. Một tháng thời gian, xuất hiện lần ba, mỗi một lần đều là tàn sát tông môn và gia tộc. Tàn nhẫn là máu, thủ đoạn thông thiên, một cành hoa mai diệt quần hùng. Không có ai biết cái này Diệp Thí Thiên lai lịch. Cũng không người nào biết Diệp Thí Thiên thực lực chân chính. Càng không có ai biết Diệp Thí Thiên kết quả lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn chính là Côn Lôn Hư Đại Ma Vương. Không người dám đụng chạm Đại Ma Vương. Nhưng là giờ phút này, lại có một mặt nạ thanh niên nói mình là Diệp Thí Thiên. Bỏ mặc thật giả. Cái này cũng để cho người ở chỗ này kiêng kỵ à. Bởi vì cái này ba chữ cơ hồ là toàn bộ Côn Lôn Hư ác mộng. Đoạn Hoài An dĩ nhiên là không tin, đoạn này thời gian hắn cũng là nghe nói không thiếu Diệp Thí Thiên truyền thuyết. Cố nhiên không có gặp qua, hắn cũng có thể đại khái đoán được Diệp Thí Thiên thực lực. Hẳn ở phản hư cảnh trên, mà Diệp Thần tu vi nhưng là dừng lại ở siêu phàm cảnh. Chênh lệch to lớn như vậy. Tại sao có thể là cùng một người? Hơn nữa hai người phong cách hoàn toàn khác nhau. Hắn suy đoán Diệp Thần hẳn là dùng danh tự này tới chấn nhiếp mọi người, dưới mắt, hiệu quả tự nhiên không tệ. Nhưng là cái này không có thể duy trì quá lâu. Côn Lôn Hư có rất nhiều người mượn Diệp Thí Thiên danh tiếng, giả danh lừa bịp. Nhưng là cuối cùng trò lừa bịp phơi bày, cũng chết rất thảm. Đồ đệ của mình đây là kiếm đi thiên phong à? Không lâu lắm. Hồng Đào thời gian đầu tiên kịp phản ứng, cười lớn tiếng nói, các ngươi đừng nghe thằng nhóc này nói bậy nói bạ. Hắn nếu như là Diệp Thí Thiên, ta con mẹ nó vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Nhanh lên bắt lại cái này hàng giả. Lời này vừa nói ra đánh thức mọi người, những người đó mới vừa muốn tiếp tục mang theo kiếm đi. Diệp Thần nhưng là hừ lạnh một tiếng, phải không? Huyết Long, đi ra. Một tiếng giống giận, tiếng rồng ngâm vang khắp ở toàn bộ trên quảng trường. Oanh, một tiếng, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến sắc, nguyên bản xanh biếc bầu trời lại có thể đông nghịt một phiến. Cái này làm cho tất cả mọi người có loại dự cảm xấu. Đột nhiên, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo đỏ rực ánh sáng. Tất cả mọi người mở to mắt mâu, khi thấy hình ảnh trước mắt, hoàn toàn không nói ra lời. Một cái màu đỏ thấm đồ sộ rồng đi mây tầng trong chui ra, tán loạn thiên hạ. Cự Long thân thể bao trùm thiên địa, cả người tràn đầy màu máu, uy phong lẫm lẫm, trong tầng mây nhàn nhạt long ngâm truyền tới, cho người lấy một loại cảm giác bị áp bách. Lại có thể thật cho gọi ra long. Diệp Thí Thiên lớn nhất đặc thù chính là thần long kèm theo à. Còn không có chờ mọi người phản ứng, trên bầu trời cự long đáp xuống, chợt dương ra miệng to, một hồi long ngâm truyền tới, dường như muốn trực tiếp chiếm đoạt hết thảy. Long ngâm hóa là cuồng bạo sóng âm, huyết long ở sát lục chi địa ngưng tụ thật lâu ý định giết người hoàn toàn bùng nổ. Khí lưu tựa như hóa là máu tươi bắn về phía đến gần lôi hồ rãnh cường giả. Dù là thánh vương cảnh, trực tiếp hóa là xương máu. Đồng thời, bởi vì huyết long uy áp,
Diệp Thần mang mặt nạ ầm ầm vỡ vụn. Hóa là bột, trực tiếp lộ ra Diệp Thí Thiên hình dáng. Vô số đôi mắt quang chỉ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Không biết qua nhiều ít giây sau đó, có người đột nhiên lấy ra một bộ bức họa, chính là Diệp Thí Thiên truyền lưu ở Côn Lôn Hư ở giữa bức họa. Mặt mũi, giống nhau như đúc. Kiếm, giống nhau như đúc. Huyết long, giống nhau như đúc. Cái đó tay cầm bức họa người con người đều là tia máu, toàn thân ướt đẫm. Hắn lui về phía sau dòng dã 10 bước, đột nhiên kinh hô thành tiếng, Diệp Thí Thiên. Đại ma vương Diệp Thí Thiên lại có thể tới sát lục chi địa. Một giây kế tiếp, hắn lại là liền lăn một vòng biến mất. Diệp Thí Thiên nhưng mà cả ngày cũng dám thí người à, nếu như ở chỗ này nữa bên trong, lúc nào chết cũng không biết. Những cái kia thánh vương cảnh cường giả hóa là xương máu chính là ví dụ tốt nhất à. Đám người ngay tức thì khủng hoảng. Trừ Hồng Đào và người hắn trở ra, tất cả mọi người đều lui dòng dã nửa bước. Ai có thể nghĩ tới một mực mang mặt nạ thanh niên lại thật sự là Diệp Thí Thiên à. Dù là mặt mũi là giả, như vậy huyết long chẳng lẽ còn có người thứ hai có thể kêu gọi sao? Diệp Thần quanh thân bàn vòng quanh huyết long, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trôi lơ lửng ở trước người, hắn thật ra thì mới rồi có một ít khiếp sợ. Hắn không ngờ tới huyết long lại có như thế cường đại lực lượng. Mười mấy thánh vương cảnh, trực tiếp xương máu. Dù là những người này mới vừa bước vào, cũng không khả năng trâu bò như vậy à. Đáng tiếc huyết long trên người giết hại khí biến mất rất nhiều hơn, hẳn là mấy ngày nay ngưng tụ sát lục chi địa hơi thở hoàn toàn thả ra duyên cớ. Chỉ có thể thi triển một lần. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao luân hồi mộ địa mấy vị kia nhiều lần nhấn mạnh huyết long xa so luân hồi mộ địa mạnh hơn. Đây cũng là lý do. Diệp Thần sau lưng Đoạn Hoài An hoàn toàn bối rối. Một câu nói cũng không nói được. Ai có thể nghĩ tới đồ đệ của mình chính là vậy uy danh hiển hách Diệp Thí Thiên. Hắn nghĩ tới vô số lý do, nhưng là không có một cái lý do có thể thuyết phục hắn à. Phàm căn phế vật. Từ nay về sau, ai dám nói đồ đệ của mình phàm là cây phế vật. Bất quá có một việc hắn còn không có làm rõ ràng. Diệp Thần như thực lực này, tại sao phải làm ra một cái Diệp Thí Thiên đi ra? Chẳng lẽ là dấu tài? Thời khắc này Diệp Thần rất rõ ràng đã nắm trong tay đại cuộc. Bất kể như thế nào, hôm nay phải giết Hồng Đào, nếu không lần sau lại muốn động thủ khó khăn. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần động. Năm ngón tay cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Vô tận sát khí phóng thích mở. Bổn mạng linh phù sấm sét vờn quanh toàn thân. Hơn nữa huyết long, trực tiếp xông vào những cái kia còn lại cường giả bên trong. Diệp Thí Thiên thân phận, đã sớm để cho những người này trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, hơn nữa mình đồng bạn tại chỗ bị huyết long nghiền ép. Bọn họ rất rõ ràng không chống đỡ nổi cái này sát thần à. Tất cả mọi người đều không có đi phản kích, ngược lại là xoay người chạy. Đạo tâm bị hủy, còn có cái gì cơ hội? Diệp Thần nhìn tiêu tản mắt người, cười lạnh một tiếng, ta có để cho các ngươi đi sao? Cho ta toàn bộ lưu lại. Lôi quang bùng nổ, long ngâm vang khắp. Diệp Thần trong tay Trảm Long Vấn Thiên Kiếm toát ra tia sáng chói mắt. Kiếm khí ngút trời, chiếm đoạt thiên địa. Trường kiếm như mang theo thiên quân thế không có vào đến lôi quang chính giữa. Phốc phốc phốc, đến mức, máu thịt hoành bay. Dù là thánh vương cảnh, vậy không ngăn cản được Diệp Thần cường thế. Hắn như là Diệp Thí Thiên, có thể chém thần, có thể nuốt trời. Càng ngày càng nhiều người chết, càng phát ra đánh tan bọn họ nội tâm. Đến sau cùng 6 người, căn bản không dự định chạy. Ngược lại xoay người ở Diệp Thần trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Diệp tiên sinh, xin tha chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý thành là ngươi trâu bò ngựa. Diệp Thần dừng bước lại, hừ lạnh một tiếng, ta như tha các ngươi, mới vừa rồi ai tha ta. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm phóng thích, trường kiếm vạch qua. 6 cái đầu đồng loạt rơi xuống. Không đầu khu ái mộ, huyết dịch tiệm nhiễm. T. Những cái kia còn chưa tản đi người vây xem đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ vốn cho là Diệp Thí Thiên chẳng qua là truyền thuyết, lại không nghĩ rằng chân chính thấy Diệp Thí Thiên, phát hiện người này xa so trong truyền thuyết còn muốn hung tàn. Quả quyết sát phạt.
Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Hồng Đan Tôn và hắn thế lực, thất bại trong gang tấc. Giải quyết những người còn lại, Diệp Thần tay cầm nhỏ máu tươi Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, ánh mắt bắn về phía Hồng Đào. Thời khắc này Hồng Đào kia còn có một chút khí thế à? Nếu như không phải là chung quanh có bốn cái trở lại hư cảnh cường giả bảo vệ, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Vô biên sợ hãi cắn nuốt hắn. Diệp Thần từng bước đi tới, ánh mắt lãnh đạm, các ngươi cũng phải ngăn ở Hồng Đào trước mặt sao? Ta kiếm có thể không đáp ứng. Cầm đầu một cái ông già chính là ban đầu trên bia đá vị kia. Thời khắc này hắn lại nhìn thấy Diệp Thần, trong con ngươi khinh thường hoàn toàn biến mất. Hắn căn bản không nghĩ tới đã từng cái đó bị hắn châm chọc mặt nạ thanh niên chính là Côn Lôn Hư nghe tiếng sợ vỡ mật Diệp Thí Thiên. Hắn do dự hồi lâu, vẫn là nói, Diệp Thí Thiên, Hồng Đào thân phận đặc thù, hắn lại là sát lục chi địa vị kia tự mình mời tới người, nếu như ngươi ra tay chém chết, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là hy vọng ngươi không muốn thụ địch quá hơn, nếu không cuối cùng liền chết thế nào cũng không biết. Diệp Thần nhìn một cái bốn người, hắn rất rõ ràng, hắn trạng thái bây giờ muốn chém chết cái này bốn người căn bản không có thể. Dẫu sao bốn vị phản hư cảnh cũng không đùa giỡn. Thánh vương cảnh hắn có thể chém chết, nhưng là phản hư cảnh nhưng căn bản không có thể. Cũng may cái này bốn người trong con người có sợ hãi và kiêng kỵ, hắn tiếp tục hướng Hồng Đào đi vừa nói, ta Diệp Thí Thiên muốn giết người, cho tới bây giờ không người nào có thể sống qua ngày thứ hai. Đây là ta nguyên tắc, các ngươi như lại ngăn trở, đừng trách ta vô tình. Dứt lời, huyết long trực tiếp bàn lượn quanh ở bốn đầu người đỉnh, uy áp ngưng tụ, vậy bốn vị phản hư cảnh sắc mặt ngay tức thì đại biến. Mặc dù Diệp Thí Thiên hiển lộ hơi thở không mạnh, nhưng là bọn họ không dám cầm mệnh đi đánh cuộc à. Một người trong đó hoàn toàn dao động, bỏ lại kiếm trong tay, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, chuyện này ta không tham dự. Nói xong, hắn liền xoay người hướng bên ngoài đi. Bước chân nhìn như rất ổn, nhưng trong lòng có một tia sợ hãi. Hắn không đánh cuộc được. Hắn cố gắng trăm năm thiết lập hết thảy, nếu như hủy diệt, tổn thất kia lớn nhất chính là hắn. Hồng Đào gặp có người rời đi, nổi giận, vạn mãng. Ngươi vào lúc này rời đi, ngươi có biết giá phải trả? Người nọ không trả lời, bóng người biến mất ở đám người bên trong. Lách cách. Lại là hai thanh kiếm đồng loạt rơi xuống, hai người khác cũng là bỏ lại kiếm, đối với Diệp Thần nói, chúng ta vậy thối lui ra. Vốn là cái này hai người còn lấy là Diệp Thí Thiên sẽ chém tận giết tuyệt, lại không nghĩ rằng rời đi người lại có thể trở lui toàn thân. Như cơ hội này, bọn họ há có thể buông tha. Rất nhanh, trăm mét chi địa chỉ còn lại vị kia bia đá lão giả và Hồng Đào. Hồng Đào hoảng phải gấp vội vàng nắm ông lão vạt áo. Thanh âm run rẩy nói, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi nhất định phải cứu ta à? Ông già do dự mấy giây, gật đầu nói, Hồng Đan Tôn yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Diệp Thí Thiên đừng hòng động ngươi. Dứt lời, ông già khí thế bỗng nhiên tăng lên. Chớp mắt bây giờ liền bước vào phản hư cảnh. Đồng thời năm ngón tay nắm chặt, một chuôi trường thương màu bạc xuất hiện ở lòng bàn tay. Diệp Thí Thiên, ngoại giới lời đồn đãi ngươi xa ở phản hư cảnh trên. Hôm nay, ta ngược lại là phải lãnh giáo một phen. Trường thương một chuyển, ông già bước chân đạp một cái, ánh sáng bạc bắn ra, trực kích Diệp Thần tim. Cái này thật đơn giản một súng, lại sinh ra hai loại ý cảnh. Một bên hàn, một bên viêm. Sát ý cuồn cuộn, lửa cháy bừng bừng cuồn cuộn, hàn băng che phủ. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên đối mặt trở lại hư cảnh cường giả, hắn vốn định không chiến mà khuất người chi binh. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không thể nào. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Vạn đạo kiếm pháp. Một chiêu vạn đạo kiếm pháp thi triển ra, Diệp Thần mang theo sấm sét chiếm đoạt đi. Phá cho ta. Vạn đạo kiếm pháp không đủ. Diệp Thần ngay sau đó lại thi triển ra Trần Thiên Lê dạy hắn những kiếm khác ý. Cái này hai chiêu có thể nói là Diệp Thần hôm nay cường đại nhất kiếm pháp một trong. Hai chiêu kiếm pháp bung ra. Khí thế kinh khủng lan truyền. Rào 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 rào. Muôn vàn kiếm khí dưới, rốt cuộc miễn cưỡng đem lão giả kia ý cảnh biến dạng mở ra. Toàn bộ mặt đất, giờ phút này tựa hồ đều run rẩy, tùy thời có thể sụp đổ. Bành.
cảnh giới chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn. Diệp Thần ngay tức thì bị đánh bay. Huyết khí dâng trào, hắn cưỡng ép nín trở về. Lão kia người ngay tức thì nhận ra được không đúng, sợ hãi tiêu tán, cười lạnh nói, Diệp Thí Thiên, xem ra ngoại giới đem ngươi phóng đại mà thôi, ngươi chân chính cảnh giới ở siêu phàm cảnh, chắc là dùng một ít bí thuật mới miễn cưỡng thực hiện chém chết thánh vương cảnh. Ha ha, hôm nay ta liền thay thế Côn Lôn hư diệt ngươi cái này ác mộng. Ông già hơi thở lần nữa cường hóa, ở hắn xem ra, một khi chém chết Diệp Thí Thiên. Hắn tất nhiên sẽ giành chấn toàn bộ Côn Lôn hư. Ngoại giới lời đồn đãi Diệp Thí Thiên mạnh hơn nữa, cuối cùng vẫn là hắn đá lót đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.